Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 121, sao chạy hết vậy? Cúp điện thoại, ánh mắt Bào Bộ Nghĩa u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan rời đi, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười gian xảo. Khương Vi Nhan à, Khương Vi Nhan, cô cứ đợi trở thành người phụ nữ của tôi, được tôi chinh phục đi. Bào Bộ Nghĩa lạnh lùng nói, sau đó đạp chân ga, Porsche phát động cơ ầm vang, nhanh chóng rời đi. Đến chỗ anh bỏ cạp. Quán ba tinh quang. Anh bỏ cạp ngồi trên sofa, tay phải còn bó thạch cao, trên người khoác một chiếc áo da đen, hút xì gà, mặt mũi lạnh băng quát to với bọn đàn em cũng bị thương không nhẹ phía sau mình, các anh em. Đến làm việc nào, việc 1 triệu tệ, làm xong vụ này, các anh em có thể nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Đám đàn em này đương nhiên là đám người bị Tiêu Chính Văn trừng trị, trên mặt đều có vết máu bầm. Đại ca, làm gì vậy? 1 triệu cơ à, nhiều thế, một tên đàn em hỏi vẻ mặt đầy nịnh hót. Việc của thiếu gia bao, trói người, đơn giản, anh bỏ cạp lạnh lùng nói, sau đó lập tức dẫn đàn em của mình lên 2 chiếc xe van, nhanh chóng đến địa điểm Bao Bộ Nghĩa đã chỉ định. Lúc này, Tiêu Chính Văn lái xe chở Khương Vi Nhan và Na Na ra ngoài chuẩn bị mua chút vật dụng sinh hoạt cần thiết. Nhưng vừa đến khúc cua, đột nhiên 2 chiếc xe van đánh từ 2 bên về phía trước, chặn xe bọn họ lại. Trên xe, Khương Vi Nhan vô cùng hoảng sợ, sắc mặt căng thẳng hỏi, Tiêu Chính Văn, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn liếc nhìn xe van trước sau, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói với Khương Vi Nhan, đừng lo lắng, chắc là không có chuyện gì đâu. Lúc nói chuyện, 2 chiếc xe van kia đã mở cửa xe, 10 mấy tên côn đồ cầm côn thép sáng chói nhảy xuống, tên nào tên nấy khí thế hừng hực vây quanh xe của Tiêu Chính Văn. Ầm ầm ầm. Mấy tên dẫn đầu cầm côn thép trong tay đập xuống kính chắn gió trước và nắp động cơ của BMW 5, đồng thời gào thét mẹ kiếp. Mau xuống xe, nếu không xuống, ông đây đập nát xe bọn mày. Ha ha, không đơn giản đâu, còn lái BMW 5, thì ra còn là người có tiền, chuyến này chắc chắn mồi ngon rồi. Đám côn đồ này vây quanh xe nhìn một lúc lâu, ánh mắt mong chờ. Trong xe... Khương Vi Nhan ôm chặt Nana đã bị dọa đến bật khóc, nói, Nana, không sợ, có bố mẹ ở đây, Nana không sợ. Mà lúc này, đám côn đồ xung quanh tản ra, phía sau đám người có một gã đàn ông lực lưỡng đầu đinh đi đến, cánh tay phải còn đang quấn băng gạc, nhổ tăm xỉa răng trong miệng ra, nâng tay lên, giận dữ chỉ vào Tiêu Chính Văn trong xe rồi nói, người đâu, đập cửa xe, lôi người ra cho tao. Đàn ông thì đánh tàn phế. Phụ nữ giữ lại, lúc anh bỏ cạp phát hiệu lệnh, vì anh ta ở bên ngoài, không nhìn rõ mặt mũi của Tiêu Chính Văn đang ngồi ở ghế lái. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn khóa những cửa xe còn lại, thấy 2 tên côn đồ xông về phía cửa ghế lái, anh đẩy mạnh cửa ra, ầm 2 tiếng đẩy bay tên côn đồ cầm côn thép kia ra ngoài, đụng mạnh vào bức tường bên cạnh, ầm mấy tiếng rồi rơi xuống đất, mãi không thể bò dậy. Cảnh tượng này đã dọa sợ không ít tên côn đồ ở đây. Kẻ nào cũng trố mắt, ngơ ngác nhìn sang anh bỏ cạp. Anh bỏ cạp cũng giật mình, sau đó thì giận dữ, quát tháo, mẹ nó. Đều ngẩn ra hết làm gì hả, lên cho ông, xử chết con mẹ nó. Anh bỏ cạp tức giận, lúc trước bị người ta đánh ở văn phòng kinh doanh Thương Hải số 1, vốn đã giận sôi máu, bây giờ tên tầm thường này cũng dám ra tay với người của anh ta, có còn xem anh bỏ cạp này ra gì nữa không đây? Thoáng chốc. 10 mấy tên côn đồ giơ côn thép xông về phía xe, muốn đập xe. Nhưng cửa xe mở toang, Tiêu Chính Văn bước 1 chân ra ngoài. Trong chốc lát, những tên côn đồ muốn đập xe kia, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi lớn, lùi về sau với vẻ mặt đầy sợ hãi. Anh bỏ cạp thấy cảnh này, toàn thân đều nổi lửa giận, gào lên, mẹ kiếp. Tụi mày làm gì đó? Bảo tụi mày ra tay phế người, chứ không phải kêu tụi mày biểu diễn nhảy trên sân khấu. Chết tiệt, ông đây không tin, người thế nào mà dọa tụi mày thành bộ dạng hoảng sợ này. Dứt lời, anh bỏ cạp đoạt lấy côn thép trong tay tên côn đồ bên cạnh, đẩy đám người chen lấn phía trước ra, ngang ngược thô bạo chen vào, giơ côn thép trong tay lên, đập xuống đầu Tiêu Chính Văn đang xuống xe. Nhưng côn thép giơ ở giữa không trung, chần chừ không hạ xuống. Lúc này anh bỏ cạp sững sờ tại chỗ, 2 mắt trợn tròn, nhìn người đàn ông trước mặt một cách khó tin. Mồ hôi lạnh chảy ra từng lớp từ góc trán của anh ta như mưa. Giây tiếp theo, anh bỏ cạp rụt mạnh côn thép giơ giữa không trung về giấu sau lưng,
vẻ sợ hãi trên gương mặt thoáng chốc bị nụ cười xu nịnh che lấp, ấp úng gọi anh Tiêu, sao lại là anh? Chết tiệt! Mẹ nó, sao lại là ông lớn này chứ? Nhân vật này ngay cả thiên gia ở Tu Hà cũng phải khom lưng cúi đầu, anh Tiêu chỉ cần hất tay một cái là có thể gọi được Tào Kha Tân và Hàn Diệu Quốc đến, thậm chí khiến nhà họ Tưởng tổn thương thực lực nặng nề. Tiêu rồi, hôm nay chết chắc rồi. Anh bỏ cạp, không ngờ, chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy, sao nào, cánh tay của anh đỡ rồi à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Dầm! Câu nói này tựa như sấm chớp trực tiếp nổ tung trong lòng anh bỏ cạp. Dầm một tiếng, anh bỏ cạp quỳ thẳng xuống đất, không ngừng dập đầu xuống đường xi măng, tiếng bịch bịch vang lên, ra sức xin lỗi, anh Tiêu tha mạng, anh Tiêu tha mạng. Tôi thật sự không biết người trong xe là anh. Nếu biết trong xe là anh, cho tôi 100 lá gan cũng không dám chặn xe của anh. Xin anh Tiêu tha mạng. Tiêu Chính Văn không nói gì chỉ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, cái liếc mắt này làm mười mấy tên côn đồ kia. Trong đó có tên từng trải nghiệm bản lĩnh của Tiêu Chính Văn, bị dọa đến mức quỳ phịch xuống, không ngừng dập đầu nhận lỗi. Kẻ không quen biết anh cũng bị dọa quỳ xuống bởi khí thế trên người Tiêu Chính Văn. Sau đó, Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn anh bỏ cạp dập đầu nhận lỗi, bò lồm ngồm trên đất, toàn thân run rẩy trước mặt, lạnh lùng hỏi ai bảo các người đến đây? Tưởng Hoành hay là Tưởng Thái Sung? Anh bỏ cạp lắc đầu, đều không phải, là thiếu gia Bao. Bao Bộ Nghĩa bảo tôi đến chặn xe của anh Tiêu, chuyện lần này thật sự không liên quan đến tôi đâu, tôi chỉ là nhận việc mà thôi, Bao Bộ Nghĩa. Nghe thấy cái tên này, khóe mắt Tiêu Chính Văn lóe lên vẻ lạnh lùng. Mà lúc này, Khương Vi Nhan cũng ôm Na Na xuống xe, nhìn bọn côn đồ quỳ rạp trên đất với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi nhìn sang Tiêu Chính Văn vô cùng căng thẳng và sửng sốt, hỏi Tiêu Chính Văn, bọn họ sao vậy? Tại sao đều quỳ hết thế? Tiêu Chính Văn vội mỉm cười, giải thích chắc là bọn họ không nhìn đường nên bị ngã thôi. Lúc nói xong, Tiêu Chính Văn giơ chân đá anh bỏ cạp lập tức hiểu ý, bò dậy từ trên đất, giả vờ ôm gối mắng chửi, mẹ nó. Con đường gì đây, xây nát thế này, hại ông đây té lộn cổ. Các anh em, sao mọi người cũng té vậy, không sao chứ? Lúc này đám côn đồ kia vẫn còn ngẩn ra. Nhưng thấy vẻ mặt nháy mắt ra hiệu của anh bỏ cạp thì cũng lập tức hiểu ý, cười ha ha đứng dậy, toàn bộ đều chửi cha chửi mẹ chửi chính quyền, nói con đường này nát quá rồi. Nhưng Khương Vi Nhan cúi đầu, nhìn đường lộ vô cùng bằng phẳng kia, ngay cả một cái hố cũng không có. Cô nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt đầy nghi ngờ, mặt Tiêu Chính Văn cũng tối sầm, diễn xuất của anh bỏ cạp này đúng là quá tệ. Tiêu Chính Văn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Khương Vi Nhan hỏi, khóe mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chương 122, đánh cho nhiều tử. Tiêu Chính Văn ngẩn ra nhìn đám người anh bỏ cạp đang sợ hãi, sau đó giải thích, không có gì đâu, người quen cũ thôi mà, để anh giải quyết. Sau đó, Tiêu Chính Văn vội vàng đẩy Khương Vi Nhan lên xe, nói em lên xe trước đi. Nói xong, anh đẩy Khương Vi Nhan vào trong xe, sau đó cau mày, trợn mắt nhìn anh bỏ cạp. Lạnh lùng nói, tôi đưa vợ về nhà trước, đưa tôi địa chỉ, lát nữa tôi đến tìm anh. Đám người anh bỏ cạp rất lo lắng, đầu cúi thấp gần cạp quần tới nơi, cung kính nói, vâng, anh Tiêu, anh đi từ từ. Nói xong, anh bỏ cạp hất tay, hàng chục người đàn ông phía sau đều đứng bên đường, nghiêm chào Tiêu Chính Văn phóng xe đi qua trước mặt bọn họ. Mãi cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, anh bỏ cạp mới dám thở phào nhẹ nhõm, anh ta loạng choạng. Chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã khuỵu xuống đất. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đây không phải phi vụ trị giá hàng triệu tệ sao? Tên đàn em nào đó không biết Tiêu Chính Văn bước lên trước, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bốp! Anh bỏ cạp quay đầu tát mạnh vào mặt tên đàn em đó một cái rồi gầm lên, làm cái gì mà làm? 1 triệu này mày có lấy được không? Mày dùng mạng để lấy sao? Mày biết người vừa rồi là ai không? Ngay cả thiên gia của Tu Hà cũng phải khom lưng cúi đầu trước anh ta. Mày nói xem, mấy người chúng ta, liệu có thể lấy được 1 triệu tệ đó không? Đám đàn em ban nãy còn chưa hiểu chuyện gì, lúc này nghe thấy lời của anh bỏ cạp, người nào người nấy cũng tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Ngay cả thiên gia ở Tu Hà cũng phải cúi đầu khom lưng trước mặt anh ta sao? Chuyện này, không thể nào. Anh bỏ cạp xây sầm mặt mày.
khóe mắt lóe lên tia lạnh lùng, nói, được lắm. Thằng cha Bao Bộ Nghĩa chết tiệt suýt chút nữa thì hại chết ông mày, ha ha, nhưng mà, đắc tội với anh Tiêu, tên Bao Bộ Nghĩa này cũng không sống lâu được nữa đâu. Về hết cho ông, đợi anh Tiêu đến tìm. Nói xong, đám người anh bỏ gặp nhanh chóng rời khỏi đây. Còn về phía Tiêu Chính Văn, sau khi đưa Khương Vi Nhan và Nana về căn phòng nhỏ, sau đó anh tìm đại một lý do, lại lái xe đến địa bàn của anh bỏ gặp, quán Ba Tinh Quang. Vừa xuống xe, anh bỏ gặp đưa tất cả các tên đàn em của mình, tổng cộng cỡ khoảng 3-40 người, sắc mặt kính cẩn đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy xe của Tiêu Chính Văn tới, anh ta lập tức cúi người 90 độ, cung kính nói, hoan nghênh anh Tiêu đến thăm quán Ba Tinh Quang. Trong ngoài quán ba có rất nhiều thanh niên nam nữ tới bay lắc, lúc này nhìn thấy cảnh anh bỏ gặp kính cẩn khom mình, bọn họ đều vô cùng sửng sốt. Mẹ kiếp, chuyện gì thế vậy, đó không phải đám người anh bỏ gặp sao? Bọn họ đang chào đón ai vậy? Ai mà lớn mặt thế nhỉ, lại có thể khiến anh bỏ gặp đích thân ra đón? Tôi nghĩ có thể là công tử nhà giàu có nào đó, gia cảnh chắc phải gọi là đỉnh của chóp ấy. Những thanh niên nam nữ này đều là hội du côn trong xã hội, trong lòng hết mực sùng bái những thế lực lớn, lúc này lại nhìn thấy anh bỏ gặp và đám đàn em của anh ta đang kính cẩn đứng khom lưng cúi đầu ở cửa, tất nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ người đàn ông ở trong xe này. Tiêu Chính Văn bước xuống xe, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn anh bỏ gặp, nói, vào đi. Anh bỏ gặp lập tức xoay người sang một bên, giữ tư thế cúi người. Đưa tay ra chào đón, anh Tiêu, xin mời, phòng bao ở trên tầng 3 ạ. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước vào quán ba, anh bỏ gặp và đám đàn em lập tức đi theo sau. Cảnh tượng như vậy khiến những người trong quán đều sợ hãi vội vàng tránh đường. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đã ngồi trong phòng bao, sắc mặt bình thản, nói với anh bỏ gặp đang sợ hãi trước mặt, gọi điện thoại cho Bao Bộ Nghĩa, nói, người là do anh bắt tới, bảo hắn ta qua đây một chuyến. Vâng vâng vâng, anh bỏ gặp rất hiểu chuyện, lập tức gọi điện thoại cho Bao Bộ Nghĩa, giả vờ tự hào nói, thiếu gia Bao, người anh muốn, tôi đã thay anh bắt về rồi, anh muốn tự mình ra tay hay là tôi trực tiếp ra tay luôn. Lúc này, Bao Bộ Nghĩa ở đầu dây bên kia đang ngồi nhậu với nhóm bạn rượu trong hộp đêm, trong lòng còn có hai người phụ nữ gợi cảm. Anh ta bị bắt thật rồi sao? Tốt 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 lắm, tôi lập tức tới, anh bỏ gặp, anh phải trông chừng tốt cho tôi. Bao Bộ Nghĩa đầy phấn khích, cúp điện thoại, cười nói với một vài người bạn xung quanh, ha ha ha. Thằng chó hoang Tiêu Chính Văn đó đã bị anh bỏ gặp bắt về rồi, bây giờ tôi lập tức qua đó. Đợi chút nữa tôi sẽ quay video anh ta quỳ xuống cầu xin tha mạng cho các cậu xem. Nói xong, Bao Bộ Nghĩa lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hộp đêm, lái chiếc xe Porsche của mình đến quán Ba Tinh Quang. Đến phòng bao ở tầng 3, Bao Bộ Nghĩa đẩy mạnh cửa. Cười khoái chí hét lớn, anh bỏ gặp, cảm ơn anh nhiều lắm, người đang ở đâu rồi? Thiếu gia đây muốn đích thân đánh anh ta tàn phế. Dám đối đầu với thiếu gia, tôi phải cho anh ta biết, chữ chết, viết như thế nào. Vừa dứt lời, Bao Bộ Nghĩa liền nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang lên, Bao Bộ Nghĩa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe vậy, Bao Bộ Nghĩa giật mình, qua ánh đèn mờ ảo trong phòng bao có thể nhìn rõ người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Của mẹ nó chứ, đây không phải là Tiêu Chính Văn sao? Mẹ kiếp, Tiêu Chính Văn, mày vẫn còn dám ở đây ngông cuồng à? Sao mày vẫn còn ngồi ở đấy, quỳ xuống cho thiếu gia ngay, Bao Bộ Nghĩa phẫn nộ gầm lên, vẫn chưa biết rõ tình hình trước mắt. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn thấy anh bỏ cạp sắc mặt lạnh lùng đứng ở một bên, trong phòng bao còn có 7-8 tên đàn em, tên nào tên nấy mặt đều lạnh như tiền. Hắn lập tức hét lớn với anh bỏ cạp, anh bỏ cạp. Chuyện gì thế này? Lúc này, trong lòng hắn cũng hơi run sợ. Tình huống này hình như có gì đó không đúng. Anh bỏ cạp lạnh lùng hừ một tiếng, bước lên trước, đá mạnh vào eo Bao Bộ Nghĩa, bụp một phát, Bao Bộ Nghĩa vốn dĩ là công tử con nhà giàu, chân yếu tay mềm, làm sao có thể chịu được một cú đá của anh bỏ cạp được chứ? Hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, không ngừng ôm bụng la hét thảm thiết, anh bỏ cạp. Anh điên rồi à, anh đá tôi làm gì? Đá anh ta đi chứ, là tôi cho anh 1 triệu bảo anh bắt anh ta về mà. Anh bỏ cạp tức giận, bước lên vài bước, đá tới tấp vào người Bao Bộ Nghĩa đang nằm trên mặt đất, ôm mặt không ngừng la hét ầm ĩ. Sau đó là một trận như đòn. Mẹ kiếp,
mày còn dám nhắc đến chuyện này. Nếu không phải mày, ông đây dám chọc vào anh Tiêu sao? Đều vì thằng rác rưởi nhà mày, hại ông đây suýt nữa đắc tội với anh Tiêu. Hôm nay ông đây phải đánh chết mày. Anh bỏ cạp chửi bới cay nghiệt, chút hết giận trong lòng lên người Bao Bộ Nghĩa. Lúc này, Tiêu Chính Văn đột nhiên ra hiệu, bảo anh bỏ cạp dừng lại. Bao Bộ Nghĩa lúc này đã bị đánh cho thương tích khắp người, nằm cuộn tròn trên đất, không ngừng kêu than, mũi bầm dập chảy máy, hai mắt xanh lè. Bao Bộ Nghĩa, là anh ra lệnh cho đám người anh bỏ cạp động tay với tôi sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Bao Bộ Nghĩa nằm trên đất, đảo mắt một lượt, lắc đầu nói, không phải. Làm gì có, tôi không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 123, tố cáo chết đến nơi rồi còn già mồm. Tiêu Chính Văn lắc đầu, liếc nhìn anh bỏ cạp lập tức hiểu ý, sắn tay áo lên, ra hiệu cho mấy tên đàn em xung quanh, đứng vây quanh Bao Bộ Nghĩa. Mấy người muốn làm gì? Á, đừng mà, đừng ra tay, đừng đánh tôi là thiếu gia của nhà họ Bao đấy, nếu như bố tôi biết mấy người làm thế này với tôi, nhất định sẽ không tha cho mấy người đâu. Đau quá, đừng đánh vào mặt mà, Bao Bộ Nghĩa vẫn còn định uy hiếp, nhưng rất nhanh sau đó đã thay bằng tiếng la hét và cầu xin lòng thương xót. 10 phút sau, Bao Bộ Nghĩa bị đánh cho một trận tả tơi, đầu xương húp như đầu heo, máu me khắp mặt, hắn nằm trên mặt đất, yếu ớt hét lên, Tiêu Chính Văn, tao tuyệt đôi sẽ không tha cho mày đâu. Tiêu Chính Văn bước lên trước, khom người xuống, liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Bao Bộ Nghĩa, cảnh cáo, Bao Bộ Nghĩa, tôi cảnh cáo anh, đừng có cố gắng tiếp cận Khương Vi Nhan, cô ấy là vợ của tôi, nếu như còn có lần sau thì sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng Bao. Những việc còn lại, nếu như anh bỏ cạp thông minh sẽ tự biết cách lo liệu thỏa đáng. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Bao Bộ Nghĩa bị nhấc lên rồi ném ra khỏi quán bar, sau đó, anh bỏ cạp còn nhắc nhở Bao Bộ Nghĩa đang nằm dạp trên mặt đất, thiếu gia Bao, xin lỗi nhé, chuyện ngày hôm nay không phải ý của tôi đâu, nếu như anh muốn báo thù thì hãy đến tìm anh Tiêu ấy, nhưng mà, tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi, ha ha ha, nói xong, anh bỏ cạp không thèm quan tâm đến Bao Bộ Nghĩa nữa, xoay người đi vào quán bar. Bao Bộ Nghĩa nằm trên mặt đất, trở thành đối tượng bàn tán của đám đông. Mẹ kiếp, đấy không phải là thiếu gia nhà họ Bao, Bao Bộ Nghĩa sao? Trời ơi, anh ta đắc tội với ai rồi? Thảm quá đi. Tôi biết anh ta từ trước, kiêu ngạo thì thôi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ ác, làm người ấy mà, không được quá kiêu căng ngạo mạn, nếu không thì nhất định phải trả giá đắt. Nghe thấy tiếng cười nhạo xung quanh, Bao Bộ Nghĩa cảm thấy xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Hai mắt hắn hằn lên tia máu, đứng dậy một cách khó khăn, tự mình lái xe ra khỏi quán Ba Tinh Quang đi đến bệnh viện. Nửa đêm, gia chủ nhà họ Bao, Bao Hồng Thính nghe tin con trai mình bị thương nặng phải nhập viện, ông ta và vợ Đào Lan vội vàng chạy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy con trai quấn băng đầy người, tay chân băng đầy thạch cao nằm trên giường bệnh, Đào Lan lập tức lao tới, run rẩy ôm mặt khóc, trời ơi, con tôi, sao lại bị đánh ra nông nỗi này, chuyện này. Tại sao lại như vậy được? Mẹ phải làm chủ cho con, mẹ nhìn con trai mẹ này, bị đánh thành bộ dạng này rồi, Bao Bộ Nghĩa nằm trên giường bật khóc nức nở. Thật ra, vết thương không quá nghiêm trọng, tất cả mọi thứ đều là do Bao Bộ Nghĩa cố tình tạo ra. Đào Lan nhìn thấy vậy, trong lòng thương xót vô cùng, quay đầu nhìn Bao Hồng Thịnh đang lạnh lùng đứng ở một góc, bật khóc nói chồng, anh xem, người nào ra tay mà tàn nhẫn quá. Đánh con trai chúng ta ra nông nỗi này, nếu như con trai có mệnh hệ gì thì em không sống nổi nữa. Bao Hồng Thịnh lúc này cũng tràn đầy lửa giận, ánh mắt lạnh lùng, nhìn con trai trên giường bệnh, đau lòng nói, Nghĩa Nhi, nói cho bố biết, ai đánh con, bố sẽ đứng ra làm chủ cho con. Phản rồi. Bao Bộ Nghĩa là con trai của ông ta, là thiếu gia nhà họ Bao. Ở Tu Hà, lại có người dám đánh con trai của ông ta đến mức như vậy. Đây rõ ràng là tát vào mặt nhà họ Bao của ông ta mà. Bao Bộ Nghĩa giả vờ khóc lóc, nói, bố, là anh bỏ cạp của quán Ba Tinh Quang, tuy nhiên, là do hắn nhận chỉ thị của người khác. Ai, Bao Hồng Thịnh lạnh lùng hỏi. Tiêu Chính Văn, là thằng chó hoang còn lại của nhà họ Tiêu đã bị diệt vong năm đó, bây giờ hắn đã trở thành con rể của nhà họ Khương rồi. Bao Bộ Nghĩa nghiến răng nghiến lợi nói,
mỗi khi hắn nói, hắn lại cảm thấy cơ mặt mình đau nhói, thật sự rất đau. Tiêu Chính Văn, được lắm, được lắm. Thằng chó hoang Tiêu Chính Văn đó lại dám đánh con trai bố. Bố nhất định phải bắt hắn trả giá, bắt hắn quỳ xuống, xin lỗi trước mặt con. Bao Hồng Thịnh cũng không phải người tốt đẹp gì, chính vì ông ta nuông chiều con trai như vậy nên hắn mới trở thành người kiêu căng ngạo mạn như bây giờ. Bố nhất định phải làm chủ cho con, nhất định phải bắt hắn quỳ xuống xin lỗi con. Nếu không thì con trai không muốn sống nữa, câu cuối cùng Bao Bộ Nghĩa vẫn không quên thêm dầu vào lửa. Đào Lan vội vàng nói, chồng, anh còn không mau đi đi. Lẽ nào anh định trơ mắt nhìn con trai chúng ta chết sao? Bao Hồng Thịnh lắc đầu nói, không cần vội, ngày mai anh sẽ đích thân đến nhà họ Khương yêu cầu giải thích. Ngày hôm sau, Bao Hồng Thịnh lái chiếc xe Maybach của mình, theo sau là hàng chục chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, xuất phát từ tập đoàn Bao Thị, lao thẳng tới công ty nhà họ Khương. Lúc này, toàn bộ nhân viên trong công ty nhà họ Khương đều hỗn loạn, trong phòng họp, mọi người không ngừng tranh cãi kịch liệt. Chết rồi, chết rồi. Lần này nhà họ Bao hùng hổ tới đây tính sổ. Lão gia à, chúng ta phải làm sao đây? Đều tại tên Tiêu Chính Văn chết tiệt đó. Anh ta lại dám đánh Bao Bộ Nghĩa. Đúng là hồ đồ, ngu ngốc mà. Tên Tiêu Chính Văn đó đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa thấy đến? Một đám người tranh cãi ồn ào, tức giận nói lớn. Khương Thái Sương đang ngồi ở trên ghế chủ tịch, trong lòng cũng tức anh ếch. Mới sáng ra, lão đã nhận được cuộc gọi của Bao Hồng Thịnh, ông ta kể lại toàn bộ sự việc hôm qua, yêu cầu Khương Thái Sương giao hung thủ ra, nhất định phải xử thật nặng, nếu không, nhà họ Bao sẽ ra tay với nhà họ Khương, liên kết các doanh nghiệp và gia tộc khác đàn áp nhà họ Khương. Khương Thái Sương lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Đủ rồi, đừng hoảng sợ, chuyện này rất đơn giản, mọi chuyện đều là do tên Tiêu Chính Văn gây nên, đến lúc đó nhà họ Bao tới đây. Chúng ta chỉ cần giao người ra là được rồi. Cùng lắm thì phải trả tiền thuốc men thôi. Lúc này Khương Văn Kỳ hét lên một tiếng, ngăn lại hiện trường ồn ào. Mọi người đều im lặng. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đã đến công ty, vừa bước vào phòng họp đã cảm nhận bầu không khí căng thẳng và nặng nề trong phòng. Mọi người đều trừng mắt nhìn cô và Tiêu Chính Văn ở phía sau. Ông nội, xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao gấp gáp bảo bọn cháu tới đây vậy? Khương Vi Nhan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt cay nghiệt nhìn Tiêu Chính Văn, phẫn nộ nói, Tiêu Chính Văn. Đều là họa do cậu gây ra, cậu lại dám xúi giục người đánh thiếu gia nhà họ Bao, cậu có biết, cậu động tới ông trời rồi không? Từ Phân cũng đầy kích động và tức giận, lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Tiêu Chính Văn chửi bới, Tiêu Chính Văn à Tiêu Chính Văn. Tôi thật không ngờ cậu lại dám làm như vậy. Chỉ đơn giản là giới thiệu đối tượng cho Khương Vi Nhan thôi mà cậu lại dám gọi người đến đánh thiếu gia Bao, khiến người ta bị thương nặng. Bây giờ thì hay rồi, gia chủ nhà họ Bao Bao Hồng Thịnh đích thân đưa người đến đây để hỏi tội rồi. Ngày chết của cậu sắp tới rồi đấy. Buổi sáng Từ Phân nghe thấy tin này đã tức xì khói đầu rồi. Khương Học Bác đứng bên cạnh cũng tức giận lắc đầu. Bây giờ Khương Vi Nhan mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô xoay người nhìn Tiêu Chính Văn. Hỏi, anh bảo người đánh Bao Bộ Nghĩa à? Tiêu Chính Văn gật đầu, đám người hôm qua là do Bao Bộ Nghĩa sai đến, anh chỉ là khiến gậy ông đập lưng ông thôi. Bốp! Khương Vi Nhan nghe xong, mặt mũi sa sầm, cô tát vào mặt Tiêu Chính Văn, nước mắt lưng tròng, lên tiếng khiển trách Tiêu Chính Văn. Sao anh có thể như vậy được? Anh có biết mình đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? Không phải anh đã đồng ý với em, sau này sẽ không tái phạm nữa sao? Vì sao anh lại làm như vậy? Lẽ nào anh không biết bây giờ chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì sao? Chuyện nhà họ Ninh vẫn còn chưa giải quyết, anh lại chọc thêm vào nhà họ Bao. Nói đến đây, Khương Vi Nhan không kìm được nước mắt, trong lòng tràn đầy thất vọng về Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ cô nghĩ Tiêu Chính Văn là tất cả chỗ dựa tương lai của cô, là người có thể giúp cô che mưa chắn gió, là nơi có thể cập bến. Nhưng bây giờ xem ra Tiêu Chính Văn quá bốc đồng. Anh không thích hợp làm chồng, càng không có tư cách để làm một người bố. Chương 124, bảo tôi quỳ, sợ rằng ông không nhận nổi đâu. Lúc này Tiêu Chính Văn hoàn toàn sững sờ, không ngờ rằng Khương Vi Nhan lại phản ứng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn cũng không biết phải nói gì.
Lẽ nào anh làm sai thật rồi sao? Sau đó, Khương Vi Nhan lau nước mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng, cô xoay người, cúi đầu xin lỗi Khương Thái Sương, ông nội, Tiêu Chính Văn không đúng, nhưng anh ấy làm như vậy là cũng vì cháu, nếu như ông nội muốn trừng phạt anh ấy thì hãy trừng phạt cháu đi ạ. Nghe thấy câu này, trong lòng Tiêu Chính Văn khẽ hững mất một nhịp. Thì ra, trong lòng cô, anh vẫn rất quan trọng, nếu không thì cô đã không bảo vệ anh như vậy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tiêu Chính Văn khẽ nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng lúc này, Khương Thái Sương lạnh lùng, chỉ vào Khương Vi Nhan mắng, phạt cô sao? Nếu như phạt cô có tác dụng, tôi còn chờ cô mở miệng à? Người mà gia chủ nhà họ Bao muốn là con chó hoang kia. Sự việc lần này là do cậu ta gây ra, đương nhiên cậu ta phải có trách nhiệm giải quyết. Những người khác trong nhà họ Khương cũng tức giận hùa theo mắng chửi. Trong số đó, Khương Mỹ Nghiên mắng ác nhất, cô ta khoanh hai tay trước ngực, giọng nói đầy mỉa mai khinh bỉ, Khương Vi Nhan à, Khương Vi Nhan, cô xem lại bản thân mình đi, từ khi cô quay về cái nhà này, cô đã gây cho cái nhà này thêm bao nhiêu rắc rối rồi. Không chỉ riêng cô, còn có tên rác rưởi phía sau cô nữa. Lần nào mà không phải họa do anh ta gây ra, nếu tôi là cô, tôi sẽ suy nghĩ cho công ty và gia đình, đã đít anh ta đi từ lâu rồi, còn có mặt mũi ở lại đây, đúng là không biết xấu hổ. Tiết Mai cũng nói hùa theo, con gái tôi nói rất đúng, cô đúng là thứ sao chổi, chuyện nhà họ Ninh còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại chọc vào nhà họ Bao, cô nói xem, cô định giải quyết như thế nào? Cô định gánh vác như thế nào? Nói xong, Tiết Mai còn quay sang nhìn Khương Thái Sương, đề nghị, bố, con cảm thấy, nên hủy bỏ chức vị phó tổng giám đốc của Khương Vi Nhan đi. Khương Thái Sương nghe xong, cau mày suy nghĩ. Những người khác cũng nhao nhao lên đồng ý. Điều này khiến Từ Phân và Khương Thần lập tức gây gổ với gia đình ba người Khương Mỹ Nghiên. Đồng thời, Từ Phân cũng chỉ vào Tiêu Chính Văn mắng mỏ không ngớt, hận không thể lập tức đuổi tên rác rưởi này ra ngoài. Lúc này, trợ lý đột nhiên xông vào phòng họp, mồ hôi nhễ nhại, lo lắng hét lên, chủ. Chủ tịch, không ổn rồi, người của nhà họ Bao tới rồi, đang ở dưới lầu. Nhiều người lắm, nghe thấy câu này, cả người Khương Thái Sương run lên, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, nói, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Sau đó, lão trừng mắt nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn, chỉ trích Tiêu Chính Văn, xem việc tốt mà cậu đã làm đấy. Nói xong, lão lập tức đưa người nhà họ Khương và các lãnh đạo cấp cao của công ty chạy ra khỏi phòng họp, đến đại sảnh bên ngoài. Cách đó không xa, Bao Hồng Thịnh dắt theo hàng chục vệ sĩ mặc vest, lúc này ông ta giống như một đại ca xã hội đen, ngồi trên ghế sofa ở khu vực sảnh chờ. Khương Thái Sương lập tức chạy về phía trước, vươn tay ra chào hỏi, trời ơi, gia chủ Bao, đã lâu không gặp. Tuy nhiên, Bao Hồng Thịnh không thèm để ý đến Khương Thái Sương, không buồn bắt tay lão, lạnh lùng nói, Khương lão gia, chúng ta không cần phải lằng nhằng như vậy. Trong điện thoại tôi đã nói rất rõ ràng với ông rồi, Tiêu Chính Văn đâu? Bây giờ tôi muốn đưa hắn về, xin lỗi con trai của tôi. Khương Thái Sương thấy Bao Hồng Thịnh không nể mặt như vậy, cũng ngại ngùng cười trừ, sau đó phẫn nộ gầm lên một tiếng, Tiêu Chính Văn. Cậu ra đây cho tôi. Gia chủ nhà họ Bao đã đích thân tới rồi, cậu còn không mau quỳ xuống nhận sai với ông ấy. Tiêu Chính Văn đứng ở đằng sau đám người, anh biết rằng, chuyện này nếu như mình không ra mặt, sợ rằng sẽ khó giải quyết. Anh đang định bước lên trước thì đột nhiên phát hiện tay mình đã bị một bàn tay nhỏ bé, ấm áp nắm thật chặt. Anh quay đầu nhìn, thấy ánh mắt Khương Vi Nhan đang lo lắng sợ hãi nhìn anh, đôi môi nhỏ khẽ run, dường như đang muốn nói gì đó. Tiêu Chính Văn mỉm cười, vươn tay nhéo mũi của Khương Vi Nhan, an ủi, em cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn đút hai tay trong túi quần, bước ra khỏi đám đông, sắc mặt bình thản nhìn Bao Hồng Thịnh đang ngồi trên ghế sofa trước mặt. Thấy vậy, Khương Thái Sương cả kinh, giận dữ giống lên, Tiêu Chính Văn. Còn đứng đó làm gì, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với gia chủ Bao. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại nói một câu khiến tất cả mọi người kinh ngạc, bảo tôi quỳ xuống nhận sai, sợ rằng ông ta không nhận nổi đâu. Xì sao? Mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Tên Tiêu Chính Văn này thật là ngông cuồng. Quá quát, phản rồi, phản rồi. Tiêu Chính Văn, đã đến giờ phút này rồi mà cậu vẫn còn ngạo mạn như vậy. Có phải muốn liên lụy đến nhà họ Khương chúng ta không? Đúng là thằng ngốc,
ở trước mặt gia chủ nhà họ Bao, lại dám không coi ai ra gì như vậy. Tên Tiêu Chính Văn này đúng là ngu hết thuốc chữa, tự mình tìm đường chết mà. Mọi người nhà họ Khương bắt đầu xì xào chửi bởi sau lưng Tiêu Chính Văn. Khương Thái Sương càng giận dữ tái mặt, lão thở hổn hển, tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, sau đó vội vàng xin lỗi gia chủ Bao. Gia chủ Bao, thật lòng xin lỗi, cậu ta mới xuất ngũ quay về, tính tình có hơi ngạo mạn. Khương Thái Sương lo lắng, sợ hãi. Tên Tiêu Chính Văn này đúng là ngông cuồng. Ngay cả đám đàn em mà Bao Hồng Thịnh dắt theo và thư ký bên cạnh ông ta cũng lạnh lùng, tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn chửi bới, quá quát. Anh vừa nói cái gì cơ? Chủ tịch của chúng tôi không nhận nổi á? Đúng là trò cười, bây giờ anh lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi chủ tịch của chúng tôi ngay. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thư ký, bình thản nói cậu tên là gì? Thư ký đó cho rằng có Bao Hồng Thịnh ở đây, thái độ kiêu ngạo, kéo vạt áo vest, nói tôi là Vương Hồng, là thư ký của chủ tịch, sao nào, anh còn muốn động tay với tôi sao? Cũng không xem lại xem bản thân mình là hạng người gì. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói, chẳng qua chỉ là một con chó bám đuôi, chó dựa hơi người mà cũng dám ở đây cắn bừa à? Anh nói gì cơ, tên Vương Hồng đó nổi giận đùng đùng. Hắn là thư ký bên cạnh Bao Hồng Thịnh, thân phận cao cả. Ở bên ngoài, người nào gặp hắn cũng phải nói lời ngon ngọt, đối xử cung kính với hắn. Hôm nay, hắn lại bị một thằng nhãi danh làm nhục. Xấu hổ làm sao? Chủ tịch, thằng nhãi này quá sức ngông cuồng, nhất định phải trừng phạt thật nặng, Vương Hồng ghé vào tai Bao Hồng Thịnh nói. Khuôn mặt Bao Hồng Thịnh lạnh như tiền, lúc này ông ta đứng lên, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt tán thưởng, nói cậu chính là Tiêu Chính Văn. Tốt lắm, đúng là rất can đảm, nhưng mà, cậu bảo người đánh con trai tôi, món nợ này tôi nhất định phải đòi về. Người đâu, trói cậu ta lại, dắt đi. Ngay lập tức, vài tên đàn em bước tới, muốn trói Tiêu Chính Văn lại. Tuy nhiên bọn chúng còn chưa kịp đến gần đã bị Tiêu Chính Văn đánh bay ra. Không cần, tôi tự đi với các người, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh biết rằng, nếu ở đây mình sẽ không thể giải quyết được vấn đề này. Bao Hồng Thịnh cười khẩy, không nói gì, cất bước bước ra khỏi công ty nhà họ Khương. Tiêu Chính Văn cũng đi theo sau, Khương Vi Nhan lao ra khỏi đám đông, lo lắng nhìn Tiêu Chính Văn, hét lên, Tiêu Chính Văn, anh nhất định phải quay lại. Tiêu Chính Văn xoay người, mỉm cười với Khương Vi Nhan, nói yên tâm đi, đợi anh quay về làm bữa tối nhé. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước thẳng lên xe, được đám người Bao Hồng Thịnh đưa đi. Chương 125, không dám không dám. Ngay sau đó, xe của Bao Hồng Thịnh đã đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi vừa tới cửa bệnh viện, Bao Hồng Thịnh đã phát hiện ra bệnh viện có gì đó không đúng lắm. Ở cổng bệnh viện có hai chiếc xe bọc thép màu xanh của quân đội đang đỗ, ở đó còn có một đội binh lính mặc quân phục màu rằn di, toàn bộ đều được trang bị vũ khí đầy đủ. Tất cả những chiếc xe ra vào bệnh viện đều phải xuống xe để kiểm tra. Hơn nữa, dọc hai bên đường đều là những binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ, sẵn sàng đợi lệnh, sắc mặt nghiêm trang, như thể đang thực hiện một nhiệm vụ gì đó. Bao Hồng Thịnh cau chặt mày lại, trong lòng hơi hoảng loạn, hỏi, Vương Hồng, có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều binh lính túc trực như vậy? Chẳng lẽ trong bệnh viện có nhân vật tầm cỡ nào chăng? Vương Hồng đang ngồi ở ghế phụ lái cũng vô cùng lo lắng, vội vàng nói, chủ tịch, tôi cũng không rõ nữa, lúc rời khỏi vẫn còn bình thường mà, sao lại đột nhiên như vậy? Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi ở hàng ghế phía sau Bao Hồng Thịnh, khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt bình thản nói, bởi vì bọn họ đến tìm tôi đấy. Nghe thấy vậy, cả chiếc xe rơi vào im lặng chết chóc. Bao Hồng Thịnh và Vương Hồng đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Sau đó, Vương Hồng cười chế nhạo nói, thằng nhãi, mày không nói khoác lác thì sẽ chết sao? Còn dám nói bọn họ đến tìm mày, tao biết mày chỉ là thằng chó hoang nhà họ Tiêu, mày nghĩ mày có thân phận gì vậy? Đúng là thùng rỗng kêu to. Bao Hồng Thịnh lạnh lùng cười khẩy, nói, mày muốn dùng những lời này để hù dọa tao sao? Cũng tốt, để tao xem, lát nữa ai sẽ đứng ra giúp mày. Nói xong, chiếc xe dừng lại, Bao Hồng Thịnh xuống trước. Sau đó Vương Hồng cũng xuống theo. Vừa xuống xe, một nhóm binh lính được trang bị vũ khí do một tiểu đội trưởng dẫn đầu đi tới trước mặt đám người Bao Hồng Thịnh. Bao Hồng Thịnh vẫn chưa hiểu tình hình,
cứ nghĩ đây là một cuộc kiểm tra định kỳ, ông ta cười nhăn nhở, cúi đầu kính cẩn nói, trưởng quan, xin chào, tôi đến thăm con trai của tôi, con trai tôi đang nằm trong viện này. Vương Hồng đứng bên cạnh cũng bước tới, cung kính cười nói, đúng vậy ạ trưởng quan, đây là chủ tịch của tập đoàn Bao Thị, Bao Hồng Thịnh, hình như các vị là binh lính của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đúng không? Chủ tịch của chúng tôi có quen biết với cấp trên của các anh, thiếu tá Hàn Lợi Dân, các anh xem thế nào, cho chúng tôi vào đi. Tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn Bao Hồng Thịnh và Vương Hồng, thẳng thừng đẩy bọn họ ra, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm, làm lễ, hét lớn, anh Tiêu. Thiếu tá Hàn có lệnh, các đội trực 17, 18, 19, tổng cộng 48 người đều đã có mặt, xin đợi chỉ thị của anh. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, đáp một câu, tôi biết rồi, các anh vất vả rồi. Cảnh tượng này khiến Vương Hồng và Bao Hồng Thịnh đều kinh ngạc vô cùng. Cả người đều ngây ra. Bọn họ đứng im tại chỗ, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và tiểu đội trưởng đó. Vương Hồng không cam tâm, lo lắng bước lên trước hỏi, trưởng quan, có phải các anh nhầm rồi không? Các anh làm nhiệm vụ ở đây là vì anh ta sao? Vị trưởng quan đó xoay người, sắc mặt lạnh lùng, trên người tỏa ra sát khí đằng đằng, nói có chuyện gì không? Anh Tiêu đây là bạn của thiếu tá Hàn, là bạn của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Bùm! Câu nói này như một tiếng sấm rền vang, đánh thẳng vào đầu của Vương Hồng và Bao Hồng Thịnh. Bao Hồng Thịnh lập tức lảo đảo vài bước, trán đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt thất thần hoảng loạn. Chuyện này, sao có thể được chứ? Tiêu Chính Văn lại là bạn của thiếu tá Hàn Lợi Dân sao? Bao Hồng Thịnh vô cùng hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ rất đỗi kinh ngạc, ông ta nhìn Tiêu Chính Văn, bất đắc dĩ hỏi, cậu đúng là bạn của thiếu tá Hàn sao? Tiêu Chính Văn không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ bình thản hỏi một câu, gia chủ Bao, không phải ông muốn bắt tôi tới quỳ xuống xin lỗi trước mặt con trai ông sao? Đi thôi, bùm! Câu nói này đối với Bao Hồng Thịnh chính là một sự cảnh cáo. Lời cảnh cáo chí mạng. Anh là bạn của thiếu tá Hàn Lợi Dân, ông ta nào dám bảo anh quỳ xuống dập đầu xin lỗi con trai mình chứ? Việc này chẳng khác gì xúc phạm thiếu tá Hàn Lợi Dân, đắc tội với sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Phịch một tiếng, cả người Bao Hồng Thịnh run lên cầm cập, hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, nói cậu Tiêu, cậu cứ nói đùa, tôi nào dám chứ, cậu là bạn của thiếu tá Hàn Lợi Dân, đương nhiên là khách quý của nhà họ Bao chúng tôi. Cậu đã dạy cho đứa con trai phản nghịch đó của tôi một bài học đúng đắn, cậu đánh rất đúng, không cần phải xin lỗi, là tôi nên xin lỗi cậu mới phải. Vương Hồng nhìn thấy chủ tịch của mình quỳ xuống, hắn nào dám đứng nữa, cũng vội vàng quỳ theo, bò trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Hắn nhớ rất rõ lúc ở công ty nhà họ Khương, hắn đã đối xử với Tiêu Chính Văn như thế nào, người ta nói rằng, khi con người nghĩ về chuyện đó sẽ càng có khả năng xảy ra. Ví dụ như lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Vương Hồng đang run rẩy bò dạp trên mặt đất, mở miệng nói, thư ký Vương, sao cậu lại quỳ xuống thế? Vương Hồng sợ mất mật, vội vàng dập đầu xin lỗi, anh Tiêu, tôi sai rồi, tôi không nên khinh thường anh, là do tôi hồ đồ nên mắc sai lầm, tôi có mắt mà không thấy thái dương, tôi đáng chết, đáng chết. Nói xong, Vương Hồng lập tức tát mạnh vào miệng của mình, những tiếng bốp bốp vang lên, tất cả mọi người ở cổng bệnh viện đều có thể nghe thấy, khiến cho bệnh nhân và người nhà của bọn họ tò mò vây quanh xem. Tôi đáng chết, xin anh Tiêu tha cho tôi, xin anh giơ cao đánh khẽ. Vương Hồng liên tục tát vào miệng của mình, không ngừng van xin lòng thương xót. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến loại người hèn mọn này, nhìn Bao Hồng Thịnh đang quỳ trên đất, nói, gia chủ Bao, đứng dậy đi, dắt tôi đi gặp con trai của ông. Trong lòng Bao Hồng Thịnh hoảng loạn vô cùng, muốn đứng dậy nhưng lại không dám đứng dậy, nhưng cũng không dám không nghe lời, chỉ đành run rẩy đứng dậy, khom người, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lúc này, Đào Lan thấy Bao Hồng Thịnh vẫn chưa quay lại, bà ta đi ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Bao Hồng Thịnh đang đứng trước mặt một người thanh niên với đội binh lính được trang bị vũ trang bên cạnh. Anh trai của Đào Lan làm việc ở sở chỉ huy Tu Hà, vì vậy, bà ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy binh lính, trong lòng không hề hoảng loạn, lập tức xông tới, chỉ vào Bao Hồng Thịnh trách mắng, Bao Hồng Thịnh, anh làm cái gì thế? Sao đi lâu vậy, người đâu,
Tên rác rưởi Tiêu Chính Văn đó quay lại chưa? Con trai đang khóc lóc đòi chết, người làm bố như anh không biết quan tâm một chút sao? Lúc này, Bao Hồng Thịnh nhìn thấy Đào Lan, liên tục nháy mắt với bà ta, nhưng bà ta căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi, mắt của anh bị làm sao đấy, bụi bay vào mắt hà. Còn nữa, đám người này là ai thế, trong bệnh viện có người của sở chỉ huy à? Tiêu Chính Văn bình thản cười, nói với Đào Lan, tôi chính là Tiêu Chính Văn, người mà bà cần tìm. Nghe thấy vậy, Đào Lan quay đầu lại, đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt, sau đó tức giận nói cậu là Tiêu Chính Văn. Cậu chính là kẻ sai người đánh con trai tôi. Được lắm, đi vào đây, quỳ xuống xin lỗi con trai tôi ngay. Tôi còn muốn đánh gãy hai cái chân của cậu đấy. Chương 126, làm việc ở tổng bộ. Nghe thấy câu này của Đào Lan, Tiêu Chính Văn vẫn chưa kịp phản ứng thì chân của Bao Hồng Thịnh đã mềm nhũn ra, suýt chút nữa là lại ngã lăn ra đất. Cũng may Vương Hồng đã vội đỡ ông ta lại. Khi thấy việc này, Đào Lan cau mày, vẻ mặt khó hiểu hỏi, anh bị làm sao vậy? Đổ nhiều mồ hôi thế, trong người không khỏe sao? Trong lòng Bao Hồng Thịnh hoảng loạn vô cùng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, vợ à, không được vô lễ với cậu Tiêu, cậu ấy là gì mà là? Khi Đào Lan nghe thấy Bao Hồng Thịnh gọi kẻ xúi giục người đánh con trai mình là cậu Tiêu, thái độ lại còn cung kính như vậy. Tức giận quát lớn, Bao Hồng Thịnh, có phải anh bị con lửa đá vào đầu rồi không? Anh đang nói cái gì thế? Cậu Tiêu cái gì mà cậu Tiêu? Cậu ta là hung thủ xúi giục người ta đánh con trai chúng ta. Anh đang làm cái gì thế? Bảo anh đưa cậu ta đến xin lỗi, chứ không phải bảo anh mời cậu ta qua đây. Càng nhìn Bao Hồng Thịnh, Đào Lan càng cảm thấy chồng của mình thật quá vô dụng, làm gì mà run lẩy bẩy nhìn trước ngó sau như vậy? Đào Lan xoay người. Sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói con chó hoang nhà cậu lại dám xúi giục người đánh con trai tôi, hôm nay tôi phải dạy cho cậu một bài học. Nói xong, Đào Lan lao tới tát vào mặt Tiêu Chính Văn một cái, muốn tính sổ trước. Tuy nhiên, hành động này khiến Bao Hồng Thịnh sợ hãi đến mức trán túa đầy mồ hôi lạnh, ông ta vội vàng ngăn Đào Lan lại, sau đó, ông ta tát một cái vào mặt bà ta. Âm thanh của cái tát này vang vọng khắp cửa bệnh viện. Đào Lan sững người tại chỗ, ôm chặt bên má nóng rực của mình, kinh ngạc nhìn Bao Hồng Thịnh đang kích động, sau đó giận dữ gầm giống lên, Bao Hồng Thịnh, anh điên rồi. Anh đánh tôi làm gì? Bao Hồng Thịnh sắp tức chết rồi, ông ta chửi mắng, Đào Lan. Cô mới điên ấy, cô biết cậu Tiêu đây là ai không? Cậu ấy là bạn của thiếu tá Hàn đấy, những đội quân đang làm nhiệm vụ ở đây đều là do cậu Tiêu gọi tới. Cô dám ra tay với cậu Tiêu à? Có phải cô điên rồi không? Có phải cô muốn cái nhà họ Bao này biến mất ở Tu Hà đúng không? Bao Hồng Thịnh nói một hơi, sự căng thẳng trong lòng ông ta cuối cùng cũng được giải tỏa. Đào Lan sững sờ, nhìn Bao Hồng Thịnh rồi lại nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt đầy kinh hãi. Sau đó, bà ta đột nhiên tát mạnh một cái vào mặt Bao Hồng Thịnh, giận dữ nói, Bao Hồng Thịnh. Tôi thấy anh đúng là kẻ tiểu nhân hèn nhát. Cậu ta là cái thá gì mà dám xưng là bạn của thiếu tá Hàn? Còn có thể gọi một đội quân tới đây. Anh đừng có quên, anh trai tôi làm ở sở chỉ huy quân đội Tu Hà, cũng là chức tham mưu trưởng, thân phận và địa vị không cao hơn những người này sao? Anh quên quan hệ của anh trai tôi với thiếu tá Hàn rồi à? Đúng là đồ ngu xuẩn. Nghe vậy, Bao Hồng Thịnh sững sờ tại chỗ. Đúng vậy. Bên phía nhà ngoại ông ta, anh trai của Đào Lan chính là tham mưu trưởng của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Dù sao cũng là một thượng úy mà. Tiêu Chính Văn này nói mình là bạn của thiếu tá Hàn, cũng chỉ đơn giản là bạn mà thôi. Anh trai của Đào Lan, Đào Triển Thiên chính là tham mưu trưởng của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Mẹ kiếp, tôi đúng là bị dọa đến mức hồ đồ rồi, Bao Hồng Thịnh tát mình hai cái, ngay lập tức tỉnh lại, sau đó lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt đầy tức giận. Quá ngu xuẩn. Vừa nãy ông ta còn quỳ xuống trước mặt thằng nhãi này, thật quá mất mặt. Thằng nhãi, cho dù mày là bạn của thiếu tá Hàn thì sao chứ? Bác của con trai tao, anh trai ruột của vợ tao là tham mưu trưởng của sở chỉ huy quân đội Tu Hà đấy. Lần này mày nhất định phải quỳ xuống xin lỗi con trai tao. Còn những nhục nhã vừa nãy, tao nhất định phải đòi lại. Bao Hồng Thịnh lập tức đứng thẳng dậy, sắc mặt u ám. Liếc nhìn những binh lính đang làm nhiệm vụ xung quanh rồi hét lên, anh rể tôi là Đào Triển Thiên, là tham mưu trưởng của sở chỉ huy quân đội Tu Hà.
bây giờ mấy người nghe mệnh lệnh của ai? Quả nhiên, khi những binh lính này nghe thấy cái tên Đào Triển Thiên từ miệng của Bao Hồng Thịnh, vẻ mặt của họ hơi kinh ngạc, và họ bắt đầu do dự. Bọn họ vừa mới nhận được lệnh của cấp trên đi làm nhiệm vụ, cũng không biết rõ thân phận của Tiêu Chính Văn. Vì vậy, trong mắt bọn họ, Đào Triển Thiên là tham mưu trưởng, chức thượng úy, bọn họ không dám đắc tội. Anh Tiêu, việc này, vị tiểu đội trưởng đó do dự nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh lắc đầu, nhìn Bao Hồng Thịnh vẻ mặt lạnh lùng, nói, gia chủ Bao, ông cho rằng có Đào Triển Thiên chống lưng là có thể ngạo mạn quá quát bảo tôi quỳ xuống xin lỗi các người sao? Phí lời, anh trai tôi là tham mưu trưởng, là thuộc hạ trung thành bên cạnh thiếu tá Hàn, cũng là bạn tốt của anh ấy. Đáng tin hơn nhiều so với kẻ tự xưng là bạn không biết từ bãi rác nào chui ra như cậu nhiều. Cậu nói xem, nếu chúng tôi muốn đối phó với cậu, thiếu tá Hàn Lợi Dân sẽ nể mặt cậu hay là nể mặt anh trai của chúng tôi đây? Đào Lan cười khẩy, khoanh tay trước ngực, giọng điệu kiêu ngạo. Lúc này Bao Hồng Thịnh cũng nở nụ cười tự mãn, đứng bên cạnh vợ của mình, nói chiêm vào, đúng vậy. Tiêu Chính Văn, tao thừa nhận là mày có quen với thiếu tá Hàn, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng nếu đổi là người khác, quả thực sẽ không dám làm gì mày. Nhưng nhà họ Bao tao không phải là người khác, vợ tao cũng không phải là người khác. Vì vậy, bây giờ tao chính thức cảnh cáo mày, đi vào bên trong với bọn tao, quỳ xuống dập đầu xin lỗi con trai tao, thanh toán tiền viện phí và thuốc men, sau đó tự phế một cánh tay, chuyện này tao sẽ coi như chưa xảy ra. Trong lòng Bao Hồng Thịnh đã có tính toán cẩn thận, dù sao Tiêu Chính Văn cũng có quen biết với Hàn Lợi Dân. Ông ta không muốn làm lớn chuyện này lên, vì vậy ông ta sẽ chỉ trừng phạt một chút, có lẽ thiếu tá Hàn sẽ không nói gì. Đào Lan vẫn không chịu, nhưng sau khi Bao Hồng Thịnh nói vào tai bà ta vài câu, bà ta mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Sau đó, Bao Hồng Thịnh quay đầu lại nhìn những binh lính đang làm nhiệm vụ, ra lệnh mấy người các cậu đưa hắn vào cho tôi. Những binh lính này không biết nên nghe lệnh của ai, khó hiểu nhìn nhau. Ngược lại Tiêu Chính Văn lại đột nhiên nói một câu, tham mưu trưởng Đào Triển Thiên. Hay là các anh gọi điện thoại bảo ông ta qua đây, nếu như ông ta cũng bảo tôi vào đó quỳ xuống xin lỗi, vậy thì tôi không còn gì để nói. Đào Lan cau mày khi nghe thấy lời này, cười khẩy nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được tôi sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục. Nói xong, Đào Lan lấy điện thoại di động ra, bấm số anh trai, ấm ức khóc lóc nói anh mau đến bệnh viện đi, Nghĩa Nhi bị người ta đánh bị thương nặng, kẻ cầm đầu đang ở ngay trước mặt bọn em, nhưng mà cậu ta nói, cậu ta quen biết với thiếu tá Hàn, còn dắt theo binh lính làm nhiệm vụ tới đây, thậm chí còn nói rằng không coi anh ra gì. Ở đầu dây bên kia, Đào Triển Thiên đang làm việc tại trụ sở của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, khi nghe thấy câu này, sắc mặt tối sầm lại, giọng vang như chuông, giận dữ nói, em nói gì cơ? Nghĩa Nhi bị người ta đánh á? Đối phương còn nói là bạn của thiếu tá Hàn. Được rồi, em đừng khóc nữa, cũng không cần phải lo. Anh lập tức qua đó, anh muốn xem, là kẻ nào dám coi trời bằng vung như vậy. Chương 127, huân chương của thần hộ mệnh. Nói xong, Đào Triển Thiên tức giận, cầm mũ quân trang trên kệ bên cạnh, vội vã rời khỏi sân. Người đâu, nhanh chóng chuẩn bị xe cho tôi, cùng tôi đi ra ngoài làm việc. Đào Triển Thiên đứng trong sân, gầm giống lên. Ngay lập tức, một đội binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ tập hợp lại. Tất cả bọn họ đều cầm súng thép, vẻ mặt nghiêm nghị, sát khí đằng đằng. Đào Triển Thiên nhìn một lượt sau đó đội mũ lên, chỉnh đốn quần áo rồi hất tay, ông ta đi lên một chiếc xe jeep quân sự mang biển số sở chỉ huy quân đội Tu Hà đã đỗ sẵn ở cửa, hướng về phía bệnh viện. Một đội quân chạy theo phía sau. Ở cổng bệnh viện, Đào Lan và Bao Hồng Thịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chửi mắng, Tiêu Chính Văn, cậu là con chó hoang của nhà họ Tiêu năm đó sao? Được lắm, tôi nghe nói gần đây Nghĩa Nhi đang theo đuổi vợ cậu. Ha ha, thật ra tôi cũng không đồng ý. Một con đàn bà ô uế trước mặt toàn dân Tu Hà, còn sinh ra một đứa con hoang làm sao xứng với nhà họ Bao chúng tôi được. Nếu như không phải vì Nghĩa Nhi thích, tôi đã sớm can thiệp vào rồi, nhưng mà cũng không sao. Nghĩa Nhi chỉ là thích cảm giác mới lạ thôi, chơi vài ngày rồi chán ngay ấy mà. Ngược lại là cậu, con chó hoang này, đến vợ mình cũng không quản được, cậu còn không tự mình xem trên đầu mọc bao nhiêu cái sừng rồi. Đào Lan nói rất khó nghe,
bộ dạng chế giễu, không ngừng cười nhạo, khiến Tiêu Chính Văn tức giận, sát khí tỏa ra khắp nơi, cơn giận bùng lên trong cơ thể. Bốp! Tiêu Chính Văn giơ tay tát thẳng vào mặt Đào Lan. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, Đào Lan cũng sững sờ, bà ta ôm má, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Bởi vì, cái tát này này của Tiêu Chính Văn quá đột ngột. Đến cả Bao Hồng Thịnh ở bên cạnh cũng không phản ứng kịp. Bà phải trả giá cho những lời mà bà vừa nói, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Lúc này Đào Lan mới phản ứng lại, bà ta phẫn nộ gầm lên chửi mắng Tiêu Chính Văn, á á á á. Con chó hoang này, đồ chết dẫm này, mày lại dám đánh tao. Mày dám đánh tao, á á á, Bao Hồng Thịnh, anh nhìn thấy chưa, thằng chó này dám đánh tôi. Anh còn đứng ngây ra đó à, vợ anh bị đánh mà anh không biết đường xông lên đánh chết cậu ta đi à. Bao Hồng Thịnh cũng vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng u ám như địa ngục của Tiêu Chính Văn, ông ta sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, run rẩy đứng bên cạnh Đào Lan, chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lớn, Tiêu Chính Văn. Mày đúng là không coi ai ra gì, lại dám cả gan đánh vợ tao, mày đợi đấy, lát nữa anh vợ tao đến, tao nhất định sẽ bắt mày xin lỗi vợ tao. Đào Lan vô cùng thất vọng về người chồng nhát như cái của mình, bà ta trừng mắt nhìn Bao Hồng Thịnh. Sau đó chỉ vào Tiêu Chính Văn gầm lên, mày đợi đấy. Đợi đấy cho tao, lát nữa anh tao tới, tao phải bắt mày quỳ xuống, tự tay tát mày 10 cái. Tiêu Chính Văn bình thản nói, tôi vẫn đợi đây. Cùng lúc đó, ở cuối đường, một chiếc xe jeep quân sự chạy tới, phía sau xe có một đại đội binh lính trang bị đầy đủ vũ trang đang chạy theo sau. Cảnh tượng này khiến người đi đường không khỏi bàng hoàng. Không ít người lấy điện thoại ra điên cuồng quay chụp. Những cảnh như vậy trước nay bọn họ chỉ thấy trên TV, chưa từng thấy bên ngoài bao giờ, cho nên mọi người đều rất tò mò, đồng thời cũng kích động vô cùng. Tiếng phanh xe vang vọng khắp lối vào bệnh viện. Cửa chiếc xe jeep quân sự bị đạp tung ra, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, đội mũ lưỡi chai bước xuống xe, trên vai mang theo phù hiệu thượng úy, sắc mặt lạnh lùng. Anh ơi, anh tới rồi, anh xem em này, vừa nãy thằng nhãi này dám tát em. Đào Lan thấy Đào Triển Thiên tới, lập tức khóc lóc chạy tới, đồng thời chỉ vào Tiêu Chính Văn đang đứng ở đó chửi bới. Đào Triển Thiên sa sầm mặt mày, ông ta nhìn thấy dấu tay ửng đỏ trên mặt Đào Lan, trong lòng bừng lên lửa giận, an ủi bà ta, được. Để anh làm chủ cho em. Sau đó, Đào Triển Thiên không đi tới mà lập tức phát lệnh, ông ta gầm lên, người đâu? Bao vây toàn bộ bệnh viện lại, những binh lính đang thi hành nhiệm vụ lập tức hạ súng xuống. Thay đổi vị trí, còn nữa, bắt tên không coi trời cao đất dày kia ra gì lại, dắt qua đây cho tôi. Trong phút chốc, hàng chục binh lính do Đào Triển Thiên đưa tới lập tức thay đổi vị trí, đồng thời phong tỏa tất cả các lối ra vào của bệnh viện. Cảnh tượng như vậy gây ra không ít hoang mang. Dù sao thì mọi người cũng chưa ai từng nhìn thấy. Sau đó một vài binh lính đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, lạnh lùng quát, đưa đi. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đột nhiên lấy một huân chương bằng vàng từ trong túi ra, ném vào người một binh lính, lạnh lùng nói, bảo tham mưu trưởng của các người tự mình qua đây. Binh lính đó cầm lấy huân chương, nhướng mày liếc nhìn, nhưng khi nhìn thấy hoa văn và dòng chữ trên huân chương thì anh ta hoàn toàn đứng hình. Huân chương chiến công đặc cấp. Huân chương này là do Long các cấp, huân chương này có thể chỉ huy 50.000 đội quân hùng mạnh. Đây là huân chương danh dự cao quý nhất mà Hoa Quốc trao tặng cho các danh tướng trong nước. Ý nghĩa đằng sau tấm huân chương danh dự này là sự đóng góp to lớn cho Hoa Quốc. Dù là một vị tướng quân đứng ở đây khi nhìn thấy tấm huân chương này cũng phải kính cẩn cúi mình. Từ trước đến nay, danh tướng có được tấm huân chương này về cơ bản đều là đã hy sinh cho Tổ quốc rồi. Tuy nhiên, lúc này người đứng trước mặt bọn họ vẫn còn sống sờ sờ. Binh lính này không dám chậm trễ. Lập tức xoay người, chạy về phía Đào Triển Thiên, cung kính nói, tham mưu trưởng Đào, cái này, Đào Triển Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy anh ta không đưa người qua, ông ta lập tức nổi giận, mắng, làm gì thế? Bảo cậu dẫn người tới đây, mà không thấy đâu, chẳng lẽ muốn đích thân tôi qua đó mời sao? Binh lính đó toát mồ hôi lạnh, kính cẩn đưa tấm huân chương vàng trong tay cho Đào Triển Thiên, nói tham mưu trưởng Đào, ông xem qua cái này ạ. Đào Triển Thiên cầm lấy huân chương trong tay binh lính, vừa liếc qua, đồng tử ông ta giãn ra, mặt biến sắc, biểu cảm bối rối, hai chân suýt nữa không đứng vững được.
Sau đó, ông ta mặc kệ Đào Lan đang khóc lóc và Bao Hồng Thịnh đang nịnh nọt ở bên cạnh, lập tức chạy nhanh tới chỗ Tiêu Chính Văn. Nghiêm, đứng nghiêm chào, cung kính. Đào Triển Thiên đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính làm lễ, sau đó lại đưa lại huân chương vàng trong tay cho Tiêu Chính Văn một cách rất kính trọng và ngưỡng mộ, nói thuộc hạ là Đào Triển Thiên, là tham mưu trưởng của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, bái kiến thần hộ mệnh của Hoa Quốc. Đúng vậy. Huân chương vàng này ở Hoa Quốc được gọi là huân chương thần hộ mệnh. Có 12 người được nhận huân chương này. Mỗi một người đều đại diện cho một giai đoạn lịch sử, đại diện cho thần thoại trên chiến trường, mà người dân Hoa Quốc đều hết lòng kính trọng và sùng bái. Vị đứng trước mặt này chính là thần hộ mệnh sống. Bây giờ ở Hoa Quốc, thần hộ mệnh còn sống chỉ còn duy nhất 5 người. Đó chính là chủ soái của 5 chiến khu. Kết hợp với tình hình gần đây ở Tu Hà, Đào Triển Thiên lập tức đoán ra thân phận của người đàn ông trước mặt. Vua Bắc Lương, người cai trị hơn 300.000 người dân Bắc Lương. Lần trước Tiêu Chính Văn đến sở chỉ huy Tu Hà, bởi vì ông ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ nên chưa được gặp anh, lần này, cuối cùng ông ta cũng được gặp vị chủ soái Bắc Lương trong truyền thuyết rồi. Tuổi trẻ như vậy, Tiêu Chính Văn nhận lấy huân chương, liếc nhìn Đào Triển Thiên. Lúc này, Đào Lan xông tới, khóc lóc ỉ ôi, nói anh đang làm gì thế? Cậu ta là kẻ xúi dục người ta đánh Nghĩa Nhi. Anh mau bắt cậu ta lại đi. Vừa nãy cậu ta còn tát em một cái nữa, em muốn cậu ta quỳ xuống, em muốn tự tay tát cậu ta 10 cái mới được. Chương 128, sợ hãi vô cùng. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra. Đào Triển Thiên xoay người, tức giận tát Đào Lan một cái, mắng quá quát. Em có biết người trước mặt này là ai không? Lại dám đòi thần hộ mệnh của Hoa Quốc quỳ xuống xin lỗi. Đào Lan, em điên rồi sao? Đào Lan hoàn toàn chết lặng, ôm lấy bên má sưng tấy vì bị đánh của mình, nhìn anh trai bằng vẻ mặt không thể nào tin được. Anh, sao anh lại đánh em? Em là em gái của anh mà. Anh lại vì con chó hoang này mà đánh em. Đào Lan vô cùng tức giận. Hôm nay bà ta đã bị tát tổng cộng 3 cái, bây giờ trong lòng khó chịu muốn chết. Bao Hồng Thịnh ghé lại gần, hơi sợ hãi nói, anh vợ, anh đang làm gì vậy? Là hắn bảo người đánh Nghĩa Nhi, anh nên dạy hắn một bài học mới phải chứ? Bốp! Bao Hồng Thịnh vừa dứt lời, Đào Triển Thiên lại tát một cái tát này còn mạnh hơn cái tát Đào Lan vừa nãy. Cái tát này làm cho răng trong miệng Bao Hồng Thịnh bị lung lay, đầu óc quay cuồng. Trước mắt xuất hiện vô số ngôi sao, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được. Sau đó, Đào Triển Thiên lạnh lùng, hét lớn vào mặt Đào Lan và Bao Hồng Thịnh, quá quát. Con chó hoang trong lời các người chính là thần hộ mệnh của Hoa Quốc, là chủ soái của Bắc Lương. Bùm! Một câu chủ soái Bắc Lương khiến Bao Hồng Thịnh và Đào Lan sững sờ, hai mắt đờ đẫn, trong đầu hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Chủ soái Bắc Lương! Anh vợ à, anh đừng dọa em chứ. Hắn làm sao có thể là chủ soái Bắc Lương được chứ? Bao Hồng Thịnh sợ mất mật, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn, người đang rất bình thản, lúc này ông ta kinh hãi tột độ. Chủ soái Bắc Lương, nhân vật tầm cỡ của Hoa Quốc, đã lãnh đạo 300.000 quân Bắc Lương chống lại quân đội hùng mạnh của 8 quốc gia, trở thành vị thần bảo hộ của Hoa Quốc. Anh chính là trụ cột tinh thần trong lòng người dân Hoa Quốc. Là một sự tồn tại bất diệt, là một sự tồn tại đáng ngưỡng mộ. Không ngờ, con chó hoang nhà họ Tiêu này lại chính là chủ soái Bắc Lương, đây là việc mà Bao Hồng Thịnh không thể nào chấp nhận được. Bất kính với chủ soái Bắc Lương, đây là thảm họa diệt tộc. Cậu nghĩ xem tôi có cần phải lừa cậu không? Bao Hồng Thịnh, Đào Triển Thiên lạnh lùng, phẫn nộ gầm lên, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu như Bao Hồng Thịnh thật sự đắc tội với chủ soái Bắc Lương, anh sẽ không nể nang gì mà một phát bắn chết ông ta. Bùm! Câu nói này bùng nổ trong lòng Bao Hồng Thịnh, sau đó, phịch một nhát, ông ta quỳ rạp xuống mặt đất, cả người run lên, không ngừng dập đầu van xin, chủ soái Bắc Lương, tôi sai rồi. Cầu xin chủ soái Bắc Lương tha cho cái mạng hèn của tôi. Cầu xin chủ soái Bắc Lương khai ân. Đào Lan ở bên cạnh đã bị dọa đến mức hồn lìa khỏi khác, đứng ngây ngẩn ở đó. Khi nhìn thấy Bao Hồng Thịnh quỳ xuống, cơ thể bà ta cũng mềm nhũn, quỳ phịch xuống, không ngừng dập đầu cầu xin, Tiêu Chính Văn, xin lỗi, tôi không biết cậu là chủ soái Bắc Lương, tôi sai rồi, tôi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng,
xin cậu hãy tha mạng cho tôi, Đào Triển Thiên cau này, ông ta cúi khom người, nói chủ soái, mong anh rộng lượng tha cho, bọn họ dù sao cũng không biết, không biết không có tội. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Đào Triển Thiên, sau đó lạnh lùng nói, nể mặt thiếu tá Hàn Lợi Dân, tôi có thể tha cho bọn họ một mạng. Nghe thấy câu này, Đào Triển Thiên thở phào nhẹ nhõm, Bao Hồng Thịnh và Đào Lan cũng thở phào nhẹ nhõm, giống như được ân xá, bọn họ dập đầu hét lớn, cảm ơn chủ soái, cảm ơn chủ soái. Tuy nhiên, câu tiếp theo Tiêu Chính Văn nói với Đào Lan, nhưng mà, vừa nãy bà nói muốn tôi quỳ xuống để bà tát 10 cái, bây giờ tính như nào? Đào Lan sửng sốt, ngay lập tức phản ứng lại, tự tát vào miệng mình, hét lớn, tôi tát, tôi tự tát. Ngay sau đó, hết 10 cái tát, khuôn mặt Đào Lan đỏ như máu, sưng tấy như cái bánh trưng. Lúc này, Tiêu Chính Văn bình thản nói, đưa tôi vào đó gặp con trai các người. Nghe thấy câu này, Bao Hồng Thịnh và Đào Lan đều hoảng loạn, nghĩ rằng Tiêu Chính Văn muốn làm gì đó, lập tức quỳ xuống cầu xin, chủ soái, nghĩa nhi nhất thời hồ đồ. Nhất thời hồ đồ, cầu xin chủ soái tha mạng, chủ soái muốn gì, nhà họ Bao chúng tôi nhất định sẽ làm theo, cầu xin chủ soái đừng giết nghĩa nhi mà. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không nói gì, bước vào trong bệnh viện. Khi nhìn thấy vậy, Bao Hồng Thịnh vội vàng đứng dậy, cúi khom người, chạy theo sau, trong lòng hoảng loạn không thôi. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến cửa phòng bệnh, Bao Hồng Thịnh kính cẩn mở cửa, sau đó nhóm người này bước vào. Thấy Bao Bộ Nghĩa lúc này tay chân hoàn toàn bình thường ngồi trên giường, đang trêu ghẹo cô y tá. Nhìn thấy đám người Bao Hồng Thịnh bước vào, Bao Bộ Nghĩa lập tức đẩy cô y tá ra, giả vờ bị thương nặng, lập tức nằm xuống, gào lên thảm thiết bố, mẹ, cuối cùng hai người cũng quay về rồi, bố mẹ không lôi tên Tiêu Chính Văn đó về đây con trai không thiết sống nữa. Bao Hồng Thịnh vừa xấu hổ vừa căng thẳng, sao ông ta lại không nhìn ra được Bao Bộ Nghĩa đang giả vờ bị thương nặng cơ chứ? Trong lòng vô cùng phẫn nộ, tức giận mắng, vậy con mau chết đi. Nghe thấy câu này, Bao Bộ Nghĩa sửng sốt, nhìn mẹ ở trước mặt, giống lên than thở, mẹ, mẹ xem bố kìa, bố lại bảo con chết đi, à à à, không sống nữa, con không sống nữa. Đào Lan trong lòng thương xót con trai nhưng lúc này bà ta không dám nói gì, không ngừng nháy mắt với Bao Bộ Nghĩa. Bao Bộ Nghĩa không hiểu, nhìn thấy vết thương trên mặt Đào Lan, cảm thấy rất sốc. Lập tức hét lớn, mẹ, mẹ bị sao vậy? Sao trên mặt lại có vết thương thế, là ai đánh mẹ? Đào Lan vội vàng cười lấp liếm, lắc đầu nói, Nghĩa Nhi, bác của con tới rồi. Bao Bộ Nghĩa vừa nghe thấy bác tới, lập tức kích động, nói, bác tới rồi ạ. Vậy thì tốt quá, tên Tiêu Chính Văn đó chết chắc rồi. Giây tiếp theo, Đào Triển Thiên lạnh lùng bước vào, nhìn thấy Bao Bộ Nghĩa đang giả bệnh nằm trên giường, lạnh lùng nói, ai đánh cháu? Bao Bộ Nghĩa lập tức bật khóc hu hu, nói, bác tới rồi, chính là do con chó hoang Tiêu Chính Văn sai người đánh cháu. Bác nhất định phải làm chủ cho cháu. Đào Triển Thiên không nói gì, xoay người sang một bên, Tiêu Chính Văn bước vào với nụ cười bình thản trên môi, nói, Bao Bộ Nghĩa, lại gặp nhau rồi. Lúc này, Bao Bộ Nghĩa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chính Văn, vô cùng tức giận, hắn nhảy xuống giường, chỉ vào anh hét lớn, bác. Chính là hắn, chính là anh ta đã sai người đánh cháu. Bác mau bắt anh ta lại đi, cháu muốn tự tay đánh tàn phế tay chân của anh ta. Cháu còn muốn làm nhục vợ anh ta trước mặt anh ta nữa. Phịch, Bao Bộ Nghĩa còn chưa nói xong, Bao Hồng Thịnh và Đào Lan ở bên kia đã bị dọa đến mức chân tay mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin, chủ soái, con tôi nói năng bậy bạ, nó nhất định là bị thương ở đầu rồi. Cầu xin chủ soái đừng tính toán với nó, cầu xin chủ soái tha mạng. Nghe thấy vậy, Bao Bộ Nghĩa hoảng loạn, cau mày hét lên, bố mẹ làm gì vậy? Vì sao bố mẹ lại quỳ xuống, còn nói cái gì mà chủ soái thế? Bao Hồng Thịnh lao tới, kéo con trai quỳ xuống, ấn đầu hắn hét lớn, thằng bất hiếu. Còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi chủ soái Bắc Lương, nếu không con chết chắc đấy. Bùm! Chủ soái Bắc Lương! Bao Bộ Nghĩa nghe thấy câu này, cả người đều sững sờ, lúc này lại nhìn thấy bác của mình cung kính đứng phía sau Tiêu Chính Văn, trong lòng hắn lập tức hiểu ra. Hắn run rẩy hỏi, anh là chủ soái Bắc Lương ư? Chương 129, đến nhà xin lỗi Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu. Phịch, Bao Bộ Nghĩa quỳ phịch xuống đất, trán túa mồ hôi lạnh, run rẩy dập đầu,
nói chủ soái, tha mạng, tha mạng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Sau này tôi không dám nữa, cầu xin chủ soái tha cho tôi một con đường sống. Chủ soái, cầu xin anh tha cho con trai tôi, tha cho nhà họ Bao chúng tôi một con đường sống. Sau này, chỉ cần việc mà chủ soái muốn nhà họ Bao làm, nhà họ Bao nhất định sẽ dốc hết sức lực, chết cũng không hối hận. Bao Hồng Thịnh cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin. Đào Lan đứng ở bên cạnh nhìn về phía anh trai, nói anh mau nói giúp mấy câu đi. Đào Triển Thiên cũng không còn cách nào, chỉ đành mặt dày, cầu xin giúp bọn họ, chủ soái, có thể nể mặt thuộc hạ, tha cho bọn họ được không? Lần này bọn họ đã nhận được một bài học đắt giá rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không dám làm việc gì tổn hại đến danh dự của chủ soái. Nếu lần sau bọn họ còn dám làm như vậy, tôi sẽ là người đầu tiên bắn chết bọn họ. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Đào Triển Thiên, sau đó lạnh lùng nhìn ba người nhà họ Bao đang quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói, Bao Bộ Nghĩa, anh biết nên làm như nào chưa? Bao Bộ Nghĩa vội vàng gật đầu, nói, biết rồi ạ, sau này tôi sẽ không bao giờ quấy rầy Khương Vi Nhan nữa, nói xong, Bao Bộ Nghĩa lại dập đầu bịch bịch xuống đất. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Đào Triển Thiên, xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhớ kỹ những lời ông vừa nói. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi bệnh viện. Anh không thích giết người, dù sao anh cũng không phải kẻ khát máu, một số người, chỉ cần dạy cho bọn họ một chút bài học là đủ để bọn họ nhớ cả đời rồi. Ví dụ như ba người nhà họ Bao, sau khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn rời đi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bao Bộ Nghĩa hoảng sợ, cả người mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Vừa rồi hắn đã trải qua một kiếp. Bao Hồng Thịnh chậm rãi đứng dậy, lấy thanh sắt bên cạnh, sau đó đánh mạnh vào người Bao Bộ Nghĩa, gầm lên, xúc sinh. Vừa này mày có biết cái họa mày gây ra lớn như thế nào không? Bởi vì mày mà nhỏ họ Bao suýt chút nữa bị diệt vong ở đất Tu Hà. Cái thằng xúc sinh này, hôm nay ông đây phải đánh chết mày, để mày khắc cốt ghi tâm cả đời này. Bao Bộ Nghĩa bò rạp trên đất, khóc lóc thảm thiết, bố, đừng đánh nữa, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Đừng đánh nữa mà. Đánh chết mày cái thằng xúc sinh. Hôm nay không đánh gãy hai cái chân của mày, sau này mày lại chạy ra ngoài gây họa, Bao Hồng Thịnh tức giận. Đào Lan đứng dậy muốn giữ lại, nhưng lại bị Bao Hồng Thịnh mặt đỏ tía tai đẩy ra, đồng thời giáng xuống một cái tát, gầm giống lên, còn không phải là tại mụ đàn bà chết tiệt nhà cô à. Nếu không phải ngày nào cũng chiều chuộng nó thì bây giờ nó có trở thành bộ dạng như thế này không? Đào Lan cũng không dám nói gì. Đào Triển Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng bất lực lắc đầu không nói gì, vội vàng đuổi theo Tiêu Chính Văn đang bước ra ngoài, muốn đi tiễn anh. Chủ soái, tôi tiễn anh, Đào Triển Thiên đuổi tới, cung kính nói. Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút, gật đầu nói cũng được. Còn Bao Hồng Thịnh sau khi đánh cho Bao Bộ Nghĩa một trận như tử, ông ta thở hổn hển, ném thanh sắt trên tay xuống, nói, đứng dậy. Cùng đi đến nhà họ Khương, bồi thường rồi xin lỗi. Bao Bộ Nghĩa bị thương khắp người, sắc mặt tím đen, run rẩy bò dậy, bước từng bước khập khiễng đi theo Bao Hồng Thịnh ra khỏi phòng bệnh. Còn về phía Tiêu Chính Văn, anh đã quay về công ty nhà họ Khương. Lúc này, Lễ Tân nhìn thấy Tiêu Chính Văn an toàn, không chút thương tích gì quay về, lập tức thông báo cho đám người Khương Thái Sương, thậm chí còn gửi tin nhắn vào trong nhóm Zalo. Trong phút chốc, toàn bộ công ty đều biết Tiêu Chính Văn đã bình an vô sự quay về. Khương Thái Sương đang ở trong văn phòng chủ tịch, khi nghe thấy tin này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, liên tục hỏi Tiêu Chính Văn quay về rồi sao? Còn không bị thương tích gì à? Khương Vi Nhan lơ đãng trong công ty cả ngày, cô rất lo lắng, lúc này nghe thấy tin Tiêu Chính Văn quay về, lập tức gác lại mọi công việc đang làm, vội vàng chạy tới đại sảnh. Khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang đứng trong đại sảnh, cô chạy thật nhanh, nước mắt lưng tròng, cô kiễng chân lên, ôm chặt Tiêu Chính Văn, khóc lóc nói, anh quay về rồi, em lo lắng cho anh lắm, hu hu hu. Tiêu Chính Văn ngây người ra, anh không ngờ rằng, mình mới rời đi không bao lâu, Khương Vi Nhan đã lo lắng cho mình như vậy, đồng thời, trong lòng anh cũng cảm thấy rất ấm áp, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Khương Vi Nhan, an ủi cô, được rồi, anh quay về rồi, không sao đâu. Lúc này Khương Vi Nhan mới buông Tiêu Chính Văn ra, anh lau nước mắt cho cô, cười nói, em nhìn em này, khóc nhè đỏ hết cả mắt rồi.
Khương Vi Nhan xấu hổ cúi đầu, lau nước mắt, nói, làm gì có. Sau đó, cô vẫn rất lo lắng hỏi, đúng rồi, sao anh lại quay về? Không phải anh bị gia chủ nhà họ Bao đưa đi sao? Bọn họ không làm khó anh chứ? Tiêu Chính Văn suy nghĩ một chút, nói, à, em nói chuyện này hả? Gia chủ Bao cũng là người biết lý lẽ, anh qua đó kể lại mọi chuyện cho ông ta nghe một lượt, không biết tại sao gia chủ Bao liền thả anh về luôn. Chỉ như vậy thôi à, Khương Vi Nhan cảm thấy khó hiểu. Hôm nay cô nghe thấy những nhân viên trong công ty nói, gia chủ Bao Bao Hồng Thịnh này là người rất yêu thương và chiều chuộng con trai, làm sao có thể dễ dàng thả Tiêu Chính Văn về như vậy được. Lúc này, ba người nhà Khương Văn Kỳ cũng kịp tới, khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Chính Văn quả thật bình an vô sự quay về, bây giờ đang đứng trong đại sảnh, bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Khương Mỹ Nghiên cau mày, nghi ngờ hỏi, Tiêu Chính Văn, gia chủ Bao không làm gì anh sao? Thả anh về như vậy luôn à? Khương Văn Kỳ đi một vòng quanh Tiêu Chính Văn, sắc mặt rất khó coi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, sau đó hỏi, Tiêu Chính Văn, không phải cậu đánh cả gia chủ Bao rồi chứ? Ngay khi câu này vừa nói ra, các lãnh đạo cấp cao trong công ty và Khương Thái Sương vừa chạy tới đại sảnh đều bị dọa cho một phen hú hồn. Gì cơ, Tiêu Chính Văn đánh cả gia chủ Bao rồi á? Tiêu rồi, Khương Thái Sương lo lắng, bước nhanh tới, vẻ mặt tức giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn, gầm lên, nói. Có phải cậu đánh cả gia chủ Bao rồi không? Tiêu Chính Văn bất lực, nói, lão gia, tôi không có, là gia chủ Bao thả tôi về, nếu như không tin, ông có thể gọi điện hỏi. Hỏi, đương nhiên phải hỏi chứ, Khương Thái Sương lạnh lùng nói, ra hiệu cho Khương Văn Kỳ gọi điện. Nhưng ngay lúc này, Khương Mỹ Nghiên hét ầm lên, toi rồi. Ông nội, ông nhìn xem, đó không phải là gia chủ Bao sao? Ông ấy dắt theo Bao Bộ Nghĩa tới đây, còn dắt theo mấy chục vệ sĩ nữa, lần này chắc chắn là tới hỏi tội rồi. Tiêu Chính Văn, không phải anh đánh gia chủ Bao rồi chạy trốn đấy chứ? Mọi người đều sợ hãi, nhìn thấy Bao Hồng Thịnh dắt theo Bao Bộ Nghĩa mặt mũi bầm dập nhanh chóng bước vào, sau lưng còn có mấy chục vệ sĩ mang theo thùng hàng. Khương Thái Sương và các lãnh đạo trong công ty đều kinh hãi tột độ. Chuyện này. Xong đời rồi. Hoàn toàn đắc tội với nhà họ Bao rồi. Khương Thái Sương cũng không có thời gian khiển trách Tiêu Chính Văn, vội vàng ra đón, yếu ớt nói, gia chủ Bao, xin lỗi ông yên tâm, tôi nhất định sẽ nghiêm trị Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, Bao Hồng Thịnh không buồn tiếp chuyện đám người Khương Thái Sương, ông ta bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Cúi người nói với anh, cậu Tiêu, chúng tôi không muốn trốn tránh, tôi đặc biệt dắt thằng con trai bất hiếu Bao Bộ Nghĩa của tôi tới đây để nhận tội. Bao Bộ Nghĩa, mày còn ngây ra đó làm gì, quỳ xuống xin lỗi cậu Tiêu và vợ cậu ấy mau. Chương 130, thân phận bại lộ. Người nhà họ Khương vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy Bao Bộ Nghĩa mặt mũi sưng vù, lúc này quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, cầu xin lỗi, anh Tiêu, phu nhân Tiêu. Là tôi hồ đồ, là tôi không đúng, là tôi cố ý sai người chặn xe của hai người lại, tôi sai rồi, cầu xin anh Tiêu và phu nhân Tiêu tha lỗi cho tôi. Sau khi nói xong, Bao Hồng Thịnh mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn, cung kính nói, cậu Tiêu, đây là quà xin lỗi và bồi thường chúng tôi chuẩn bị cho cậu, xin cậu nhận lấy, mong cậu đừng chấp phạt với thằng con hồ đồ của tôi nữa. Vừa dứt lời, mười mấy vệ sĩ phía sau liền mở chiếc hộp trên tay. Bên trong toàn là tiền mặt và trang sức vàng ngọc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Mọi người hít sâu một hơi, có người vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra trước mắt. Sao Bao Hồng Thịnh lại đích thân đưa Bao Bộ Nghĩa đến xin lỗi con chó hoang này chứ? Trong đó phải chăng có ẩn tình gì mà bọn họ không biết? Bao Hồng Thịnh này là người nổi tiếng chiều con ở đất Tu Hà, Bao Bộ Nghĩa cũng là cậu chủ nhà quyền thế. Luôn tỏ ra ngạo mạn và không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Mọi người đều nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt nghi hoặc. Khương Vi Nhan nghiêng người nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, vẻ mặt muốn nói nhưng rồi lại thôi. Tiêu Chính Văn, rốt anh cuộc là ai? Ngay cả Từ Phân, Khương Thần và Khương Học Bác đang đứng trong đám đông cũng sững sờ. Bọn họ vẫn đang suy nghĩ về việc tác hợp cho Bao Bộ Nghĩa và Khương Vi Nhan. Nhưng bây giờ xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Lúc này, Khương Thái Sương cũng vội vàng hỏi, gia chủ Bao, sao ông lại khách khí như vậy, con cháu đùa giỡn với nhau thôi mà,
mau bảo thiếu gia Bao đứng lên đi. Tuy nhiên, Bao Hồng Thịnh không thèm nhìn Khương Thái Sương, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, cho đến khi thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, thiếu gia Bao, đứng dậy đi. Bao Bộ Nghĩa đang quỳ trên mặt đất, như được ân xá, hắn nhanh chóng đứng dậy, run sợ nấp sau lưng Bao Hồng Thịnh. Bao Hồng Thịnh cũng cảm ơn ân đức, sau đó rời khỏi công ty nhà họ Khương. Khi đám người Bao Hồng Thịnh rời đi sau, các cuộc thảo luận gay gắt nổ ra trong toàn bộ đại sảnh, mẹ nó. Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Vừa nãy Bao Hồng Thịnh và Bao Bộ Nghĩa tới xin lỗi Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn sao? Không thể tin được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào, Tiêu Chính Văn thật sự có bản lĩnh gì đó sao? Có khi nào anh ta giấu giếm thân phận hay chuyện gì đó với chúng ta không? Trước sự bàn tán của mọi người, Tiêu Chính Văn không buồn quan tâm, anh xoay người, bước đến trước mặt Khương Vi Nhan, dịu dàng nhìn cô. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng đứng ở một bên, lên tiếng, Tiêu Chính Văn, rốt cuộc anh đã làm gì nhà họ Bao? Sao gia chủ nhà họ Bao Bao Hồng Thịnh lại cúi đầu xin lỗi anh chứ? Anh nói thật đi, nếu như anh đã làm chuyện gì, đắc tội với người nào đó, nhà họ Khương chúng tôi sẽ không cứu giúp anh đâu. Khương Mỹ Nghiên rất khó chịu. Vốn tưởng rằng sự việc lần này có thể dạy cho tên Tiêu Chính Văn ngạo mạn này một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ rằng, sự việc lại bị đảo lộn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đúng đúng đúng, Khương Mỹ Nghiên nói rất đúng. Tiêu Chính Văn, cậu thành thật khai mau, rốt cuộc cậu đã làm gì nhà họ Bao, Khương Văn Kỳ hùa theo. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu chất vấn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lãnh đạm liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, các người muốn biết thì tự tìm ra chủ Bao mà hỏi, tôi chẳng có gì để nói cả. Nói xong, Tiêu Chính Văn kéo Khương Vi Nhan rời khỏi công ty. Đến cửa công ty, Khương Vi Nhan dừng lại, nét mặt phức tạp nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, Tiêu Chính Văn, anh đợi chút, anh thật sự không có chuyện gì giấu em sao? Rốt cuộc anh là ai? Em, bây giờ em càng lúc càng không thể nhìn thấu anh được nữa rồi. Tiêu Chính Văn xoay người, yêu chiều nhìn Khương Vi Nhan, dịu dàng cười nói, Vi Nhan, tin anh sẽ nói cho em biết, nhưng không phải bây giờ. Anh sẽ không bao giờ giấu giếm em bất cứ điều gì, em chỉ cần biết rằng, em là người phụ nữ của Tiêu Chính Văn anh, là mẹ của Nana là được rồi. Mọi khó khăn trở ngại để anh gánh vác, anh đã từng nói, anh nhất định sẽ cho em và Nana một tương lai thật hạnh phúc, chuyện này, anh nói được làm được. Khương Vi Nhan cảm động, hai mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt lăn trên gò má, cô nhìn Tiêu Chính Văn, gật đầu mạnh một cái, nói, vâng, em tin anh. Sau đó, Khương Vi Nhan lau nước mắt, nói anh về với con trước đi, công ty vẫn còn chuyện cần em giải quyết. Tiêu Chính Văn gật đầu đáp lại, nhìn Khương Vi Nhan đi vào công ty. Sau đó, anh lái ô tô quay trở về căn phòng nhỏ. Trong phòng, Nana đang ngồi ngoan ngoãn vẽ tranh, nhìn thấy Tiêu Chính Văn quay về, cô bé nở nụ cười đáng yêu và tràn đầy hạnh phúc. Nana cầm bức tranh mình vẽ, chạy tới trước mặt Tiêu Chính Văn, giơ bức tranh trong tay lên. Hét lớn, bố ơi, bố xem này, tranh Nana vẽ đấy, có bố, có mẹ, còn có Nana nữa. Tiêu Chính Văn khom người xuống, một tay ôm Nana, tay kia cầm lấy bức tranh trong tay cô bé. Trong bức tranh có ba nhân vật đơn giản, có màu đỏ, màu vàng và màu hồng, hai người bên ngoài đang dắt tay cô bé ở giữa. Chà, Nana vẽ giỏi quá, ai là bố nào? Tiêu Chính Văn hỏi. Màu đỏ, bố là màu đỏ, giống như mặt trời vậy. Rất ấm áp, Nana nói, mỉm cười chỉ tay vào người đàn ông màu đỏ trong bức tranh. Tiêu Chính Văn hôn lên má Nana, sau đó bế Nana lên, dắt Nana vào trong phòng chơi. Lúc này ở công ty nhà họ Khương. Cuối cùng Khương Vi Nhan cũng yên tâm, cả buổi chiều bận rộn làm việc, chạy tới chạy lui một hồi, cô còn phải đi tới nhà máy để kiểm tra tiến độ dự án. Tuy nhiên, khi cô trở lại công ty, cô phát hiện bầu không khí trong công ty rất khác. Không ít người đang lén lút quan sát cô. Khi cô bước vào phòng làm việc, trợ lý Tống Hiểu Nguyệt âm thầm lẻn vào, đưa điện thoại trong tay cho Khương Vi Nhan, nói, Giám đốc Khương, cô mau xem này, đây có phải chồng cô không? Khương Vi Nhan vẫn còn đang ngẩn ngơ, sau khi nhận điện thoại trong tay Tống Hiểu Nguyệt, cô nhìn thấy đoạn video này được quay ở cổng lối vào bệnh viện, tuy rằng góc quay tương đối lệch nhìn vẫn có thể nhìn rõ. Trong video, một loạt các binh lính làm nhiệm vụ đang cung kính làm lễ với một người đàn ông, dẫn đầu là một thượng úy.
Theo tin đồn, danh tính thật sự của người này là tham mưu trưởng Đào Triển Thiên của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Người đàn ông đứng trước mặt ông ta đang được mọi người vây quanh lúc này đã bị bóng người che khuất một phần lớn, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, người này rất giống Tiêu Chính Văn. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là Bao Hồng Thịnh và Đào Lan đang quỳ ở bên cạnh, không ngừng cầu xin, ngay lập tức, con người của Khương Vi Nhan giãn ra, vẻ mặt lo lắng hoảng loạn, hỏi, Hiểu Nguyệt, video này ở đâu ra vậy? Tống Hiểu Nguyệt nói, giám đốc, video này đang hot lắm, được lan truyền khắp trên mạng rồi, cô nói xem người đàn ông này, có phải, chồng của cô không, mọi người đều nói rất giống. Khương Vi Nhan xem lại video một lần và đánh giá kỹ lưỡng, cuối cùng cô nghi hoặc nói, chắc không phải đâu, Tiêu Chính Văn làm sao có thể khiến một thượng úy cung kính cúi chào anh được, hơn nữa, cô nhìn xem, đây không phải gia chủ Bao sao, có thể khiến ông ta quỳ xuống. Nhất định phải là nhân vật lớn của chiến khu, làm sao có thể là Tiêu Chính Văn được. Khi phủ nhận những điều này, trong lòng Khương Vi Nhan cũng không chắc chắn lắm. Tống Hiểu Nguyệt nhướng mày, nhận lại điện thoại, lẩm bẩm một câu, cũng đúng, nhưng mà người đàn ông này ngầu thật đó, tôi thích nhất là mẫu đàn ông như này, nhiệt huyết, đẹp trai, tỏa nắng. Nếu như tôi có một người bạn trai là quân nhân thì tốt biết bao. Khương Vi Nhan mỉm cười, cô không nói gì. Trong lòng cũng rất hoảng loạn. Nghĩ một lúc, cô đứng dậy, cầm lấy túi, bàn giao công việc rồi nhanh chóng quay về căn phòng nhỏ. Cô thở hổn hển bước vào, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, Nana mặc sẵn yếm, ngồi vào bàn, lắc lư hai chân, hét với Khương Vi Nhan ở cửa, mẹ quay về rồi, mẹ mau ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay bố nấu nhiều món ngon lắm. Khương Vi Nhan mỉm cười, ngồi xuống. Nhìn Tiêu Chính Văn đang mặc tạp dề, bưng bát canh xương mỉm cười bước tới. Vợ, em về rồi à, rửa tay ăn cơm đi, đều là món em thích ăn đấy, Tiêu Chính Văn cười nói. Tuy nhiên, Khương Vi Nhan lại đưa điện thoại cho Tiêu Chính Văn, cô thở hổn hển, vẻ mặt vừa gấp gáp vừa mong chờ, hỏi, người trong video này là anh sao? Chương 131, bao chọn nhà hàng. Tiêu Chính Văn liếc nhìn video, mỉm cười. Không chút do dự nói, không phải anh, có lẽ chỉ là một người trông giống thôi, dù sao cũng từng là binh lính, đều được huấn luyện nghiêm ngặt nên thân hình của mọi người có hơi giống nhau, sao em lại đột nhiên hỏi vậy, video ở đâu ra thế? Khương Vi Nhan nghe thấy Tiêu Chính Văn trả lời như vậy, rồi lại nghiêm túc nhìn sắc mặt anh, không phát hiện ra bất cứ điểm nào khả nghi, lúc này mới thở phào một hơi, mỉm cười nói, không có gì, chỉ là một đoạn video trên mạng thôi, chúng ta ăn cơm đi. Lúc đó, gánh nặng trong lòng Khương Vi Nhan cũng đã được giải tỏa, cô cũng không biết phải đối mặt với Tiêu Chính Văn như thế nào nếu anh nói người đó đúng là anh. Một người đàn ông đã từng làm tổn thương cô 5 năm trước, mặc dù bây giờ đã giúp cô rất nhiều, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện Tiêu Chính Văn lừa dối mình. Sau tất cả, bây giờ Khương Vi Nhan rất mềm yếu và dễ bị tổn thương. Cô không muốn chịu bất kỳ sự lừa dối nào nữa. Tiêu Chính Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, ân cần gắp đồ ăn cho Khương Vi Nhan, gia đình ba người vui vẻ cùng ngồi ăn cơm. Lúc đang ăn, Khương Vi Nhan đột nhiên lo lắng hỏi, mà này Tiêu Chính Văn, chuyện nhà họ Ninh, anh thật sự có cách giải quyết sao? Gần đây em đã tìm rất nhiều bạn học trước đây, nhưng mà, xin lỗi anh, bọn họ đều không muốn giúp. Nói đến đây, sắc mặt Khương Vi Nhan trùng xuống, dường như cảm thấy mình không giúp được cho Tiêu Chính Văn. Cảm thấy rất có lỗi với anh. Tiêu Chính Văn cười nói, yên tâm đi, anh tự có cách, không phải bây giờ còn cách ngày mùng 8 tháng sau một tuần nữa sao, anh có thể xử lý ổn thỏa. Khương Vi Nhan suy nghĩ một hồi liền gật đầu, trong lòng cũng âm thầm lên kế hoạch, cô nhất định phải đi cầu xin ông nội thêm một lần nữa. Sau bữa ăn, Khương Vi Nhan đột nhiên nói, Tiêu Chính Văn, ngày mai em muốn mời các nhân viên trong tổ ăn một bữa cơm, gần đây bọn họ rất vất vả. Tiêu Chính Văn nói, được đó, em mời đi, chuyện nên làm mà, hay là anh giúp em đặt nhà hàng nhé, bảo đảm mọi người sẽ được ăn một bữa thật ngon. Khương Vi Nhan nở nụ cười xinh đẹp, nói, vậy phải nhờ anh rồi, cảm ơn anh nhé. Tiêu Chính Văn mỉm cười, không nói thêm gì. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan tới công ty rồi lại quay về đón Nana, sau đó mới ra ngoài đi tìm nhà hàng. Nếu Khương Vi Nhan đã mời nhân viên trong công ty đi ăn thì nhất định phải ăn một bữa thật ngon, như vậy mới thể hiện được khí chất của Khương Vi Nhan, anh nhất định phải tìm một nhà hàng có tên tuổi. Vì vậy,
Sau khi tìm kiếm một lượt trên mạng, Tiêu Chính Văn lái xe đến nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên. Đây là nhà hàng nổi tiếng trên mạng, lượng khách đến đây nhiều vô số kể, thậm chí ở đó mọi người còn phải xếp hàng 3-4 tiếng để chờ đợi. Hơn nữa, đồ ăn ở đây rất ngon, giá không phải quá đắt nhưng cũng không tính là rẻ. Người bình thường muốn ăn đồ ăn ngon ở đây thì cũng phải tốn hơn mấy nghìn tệ. Vì vậy, người đến ăn ở đây đều là những người giàu sang phú quý, nhưng dù như vậy thì vẫn phải xếp hàng. Sau khi đến cửa nhà hàng, Tiêu Chính Văn nói rõ ý định của mình với Lễ Tân, tôi muốn bao trọn nhà hàng. Bao trọn nhà hàng. Cô gái ở quầy Lễ Tân đang tính toán số lượng khách đặt bàn ngày hôm nay vô cùng sửng sốt, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chính Văn đang bế Nana, đột nhiên ánh mắt cô ấy trở nên vô cùng mong chờ, hỏi, xin hỏi, anh muốn bao trọn nhà hàng sao? Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, đúng vậy, bao trọn nhà hàng. Cô gái ở quầy Lễ Tân không hề có ý xem thường Tiêu Chính Văn, lập tức nói, thưa anh, nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên chúng tôi muốn bao trọn cần đặt cọc 200.000 tệ, anh có chắc chắn không ạ? Chắc chắn, Tiêu Chính Văn lại gật đầu nói. Cô gái đó lập tức nở nụ cười, lấy bộ đàm ra, hét vào trong bộ đàm với giám đốc đang bận rộn trong nhà hàng. Giám đốc, ở đây có một vị khách muốn bao trọn nhà hàng, anh mau ra đây tiếp đón đi. Thưa anh, xin anh đợi một chút, giám đốc của chúng tôi sẽ ra ngay, cô Lễ Tân đó lịch sự nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, đặt Nana xuống, để cô bé vào trong đại sảnh, bởi vì ở bên cạnh có khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc bộ vest màu xám, đeo kính gọng vàng, lon ton chạy ra, hỏi cô Lễ Tân, người đâu? Vị khách VIP bao trọn nhà hàng đâu? Cô Lễ Tân chỉ vào người Tiêu Chính Văn đang ở chỗ khu vui chơi giải trí, giám đốc lập tức chỉnh đốn lại quần áo, sau đó nở nụ cười, đưa tay ra chào hỏi, hét lớn, ui chào, chào anh, tôi là giám đốc của Thiên Thượng Lai Tiên, nghe nói anh muốn bao trọn nhà hàng đúng không ạ? Tiêu Chính Văn xoay người lại, liếc nhìn vị giám đốc đang nồng nhiệt chào đón, gật đầu nói, đúng vậy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn vẻ mặt của giám đốc trở nên rất khó hiểu, sau khi nhìn kỹ Tiêu Chính Văn một lượt, giám đốc cau mày, nghi ngờ hỏi anh, là Tiêu Chính Văn sao? Tiêu Chính Văn ngây người ra, nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, gật đầu đáp, đúng vậy, là tôi. Ngay lập tức, sắc mặt của vị giám đốc đó trở nên lạnh lùng, khóe miệng hắn mang theo ý châm biếm cười nhạo, nói, đúng là anh thật, Tiêu Chính Văn, lâu lắm rồi mới gặp. Sao nào, không nhận ra tôi à? Chúng ta là bạn cấp 3 mà, trước đây, tôi ngồi ở cuối lớp, là người nghịch ngợm nhất, suốt ngày bị cô giáo mắng, lúc đó anh là học sinh học giỏi nhất lớp, lại là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, đám học sinh rốt chúng tôi ghen tị với anh chết đi được, học tập tốt, nhân duyên tốt, còn có vô số các bạn nữ thích thầm anh. Tiêu Chính Văn nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông này là ai, nói, Lưu Đào. Vị giám đốc này lập tức bật cười, thì ra anh vẫn còn nhớ tôi cơ đấy. Sau đó, Lưu Đào chỉnh lại quần áo của mình, cố tình giả bộ nhiệt tình vỗ vào vai Tiêu Chính Văn nói, tôi đã nghe nói về chuyện nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn, mong anh nén nỗi bi thương, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Năm đó anh là học sinh giỏi nhất của lớp chúng ta mà, sau này sẽ lại có cơ hội phất lên thôi, à đúng rồi, sao gần đây tôi lại nghe nói, anh trở thành con rể nhà họ Khương. Còn đang ở rể nhà bọn họ. Có chuyện này không? Trời ạ, Tiêu Chính Văn, dù sao anh cũng từng là đại thiếu gia nhà họ Tiêu mà, sao lại có thể vứt bỏ hết tôn nghiêm, làm một kẻ ăn bám chứ? Nếu như anh gặp khó khăn có thể tìm bạn học cũ mà, chúng tôi không chắc sẽ giúp anh nhưng nhất định sẽ đưa ra lời khuyên cho anh. Sau khi nói xong, Lưu Đào cố nén nụ cười chế giễu, khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Trước đây, Tiêu Chính Văn là học sinh đứng đầu lớp. Là một học sinh giỏi trong lòng tất cả mọi người, càng là học sinh cưng của cô giáo, là đối tượng yêu thầm của biết bao nữ sinh trong trường. Việc này khiến rất nhiều học sinh học kém ganh tị và ghét bỏ, Lưu Đào cũng là một trong số đó. Bởi vì trước đây Tiêu Chính Văn là đại thiếu gia nhà họ Tiêu, với thân phận của anh lúc đó, rất nhiều người đều muốn nịnh nọt anh, nhưng anh không thèm quan tâm. Lưu Đào đã từng xu nịnh anh mấy lần như đều bị anh từ chối. Việc này khiến Lưu Đào bắt đầu nảy sinh hận thù với Tiêu Chính Văn từ lúc đó. Không ngờ rằng, bao nhiêu năm qua rồi, anh đã từng là đại thiếu gia nhà họ Tiêu bây giờ lại trở thành một con chó hoang, còn hắn thì đã trở thành giám đốc của Thiên Thượng Lai Tiên.
địa vị thân phận đã hoàn toàn bị đảo ngược. Bây giờ Lưu Đào càng thêm tự tin đứng thẳng người trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu, anh đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lưu Đào, cũng không muốn dây dưa gì, chỉ lạnh lùng nói, cũng được, nói chuyện chính đi, tôi tới đây để bao trọn gói nhà hàng này. Ngay lập tức, Lưu Đào không nhịn được bật cười ha hả, chính là kiểu cười ra nước mắt, Tiêu Chính Văn, anh vẫn chưa nghe hiểu à? Cứ phải để tôi nói rõ mới được sao? Bây giờ anh chỉ là một con chó hoang nhà họ Tiêu, còn đi ăn bám nhà người khác, dựa vào đâu mà đòi tới đây bao cả nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn, là thiên thượng lai tiên đấy. Phí đặt chỗ là 200.000 tệ, 200.000 tệ đấy biết không? Anh có nổi số tiền đó không? Chương 132, anh xong đời rồi. Lưu Đào cười nhạt đầy vẻ chế giễu, ánh mắt lạnh lùng, chứa đầy ý xem thường. Một con chó hoang. Một tên vô dụng ăn bám mà cũng dám đến bao cả thiên thượng lai tiên ư. Nực cười. Thật là nực cười. Lưu Đào nóng lòng muốn hất tay rời đi ngay, nhưng lại luyến tiếc cơ hội tuyệt vời có thể sỉ nhục Tiêu Chính Văn. Suy cho cùng nỗi nhục năm đó, hắn đều phải trả lại. Tiêu Chính Văn cau mày, sắc mặt trở nên khó coi. Hay là thế này đi, xem bộ dạng của anh đoán chừng cũng không ăn nổi thiên thượng lai tiên, anh quỳ xuống cầu xin tôi. Thì tôi mở một phòng bao cho anh, tiền đồ ăn tôi bao, thế nào? Rất có lợi nhỉ, đại thiếu gia nhà họ Tiêu, mặt Lưu Đào đầy vẻ đắc ý kiêu ngạo. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Cảm giác giẫm đạp thiếu gia nhà họ Tiêu dưới chân, chắc chắn rất thoải mái. Hắn còn phải quay lại cảnh Tiêu Chính Văn quỳ xuống trước mặt mình, sau đó đăng trong nhóm bạn học cũ, nhất định sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Thế nhưng, lúc này Tiêu Chính Văn lại nói một cách thờ ơ. Lưu Đào, tôi không biết trước đây đắc tội với anh thế nào, nhưng dáng vẻ của anh bây giờ khiến tôi rất không vui. Tôi đến là để bao phòng, không phải để nghe anh sỉ nhục, hơn nữa, 200.000 tệ với tôi mà nói căn bản chẳng là gì. Nói xong, Tiêu Chính Văn chuẩn bị lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Nhưng Lưu Đào lại bật cười ha ha, nói Tiêu Chính Văn à, anh còn đang giả vờ sao? Còn nói 200.000 tệ với anh chẳng là gì à? Anh tưởng tôi không biết ư, bây giờ địa vị của anh ở nhà họ Khương, không bằng một con chó. Tên chó hoang như anh thì có tư cách gì mạnh miệng trước mặt tôi? Nhà họ Tiêu sớm đã diệt vong từ 5 năm trước rồi, thân phận bây giờ của Tiêu Chính Văn anh chính là con chó hoang. Người khắp Tu Hà đều biết, anh còn khoe khoang với tôi cái gì? Lưu Đào sắp không nhẫn nhịn được nữa, tên Tiêu Chính Văn này vẫn như trước đây, trong mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ. Đây là điều khiến Lưu Đào khó chịu nhất. Rõ ràng bây giờ là một tên vô dụng, cứ phải giả vờ điệu bộ của thiếu gia của gia tộc lớn. Hừ, cái thá gì chứ? Ánh mắt Tiêu Chính Văn dần u ám, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Lưu Đào, anh có biết trước đây người nói chuyện với tôi như vậy đều đã chết hết rồi không? Câu nói này càng khiến Lưu Đào không ngừng bật cười lớn, la ầm lên, ôi trời, anh cũng biết giả vờ thật đấy. Sao nào? Lẽ nào anh còn muốn ra tay đánh tôi ư? Được được được, anh cứ ra tay đi, tôi lại muốn xem nắm đấm của anh cứng hay là người của tôi đông hơn. Nói xong, Lưu Đào lấy bộ đàm ra, lạnh lùng hét một tiếng, tất cả mọi người tập hợp ở sảnh. Chớp mắt 20 tên bảo vệ nhà hàng mặc vest đen đã nhanh chóng đến phía sau Lưu Đào, trong tay đều cầm côn điện. Nếu như bị điện giật, toàn thân sẽ tê liệt tại chỗ, ngã phịch xuống đất. Lông mày Tiêu Chính Văn nhíu chặt lại, sự lạnh lùng ẩn giấu trên người tựa như kiếm sắc sắp rút ra khỏi vỏ. Anh vốn không định làm to chuyện, nhưng tên Lưu Đào này ức hiếp người quá đáng rồi. Nếu không phải nể mặt bạn học cũ trước đây thì hắn đã chết từ lâu rồi. Suy cho cùng, vẫn chưa từng có ai dám trách mắng và sỉ nhục chủ soái Bắc Lương như thế. Sao, không phải anh ghê gớm lắm à? Lúc đi học đã biết bản lĩnh anh tài giỏi, bây giờ anh thể hiện cho tôi xem đi. Tới đi, Lưu Đào khiêu khích được nước lấn tới. Tiêu Chính Văn cũng không nhịn được nữa, bước lên một cước đá mạnh vào bụng của Lưu Đào, đá hắn bay thẳng ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, còn lăn lộn mấy vòng. Lúc này Lưu Đào hoàn toàn nổi điên. Hắn ôm bụng, nôn ra nước chua, đau đớn mặt đỏ ửng lên, chỉ vào Tiêu Chính Văn gầm lên giận dữ, mẹ nó. Mày thật sự dám ra tay với tao à? Tiêu Chính Văn, mày tiêu rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Lên hết cho tôi, đánh gãy chân hắn, rồi ném ra ngoài cho tôi. Còn có con bé kia,
ném luôn ra ngoài. Lúc này, Nana sớm đã bị dọa nấp sau lưng Tiêu Chính Văn, lộ ra ánh mắt sợ hãi, nhìn mấy kẻ cầm côn điện sắc mặt hung ác đang xông đến. Bố ơi, Nana sợ, Nana kêu lên. Tiêu Chính Văn ôm Nana vào lòng, an ủi, đừng sợ, có bố ở đây. Đối phó những người này, Tiêu Chính Văn dùng một tay là đủ. Đúng như dự đoán, mấy phút tiếp theo Tiêu Chính Văn giống như mãnh hổ xuống núi, một quyền một cước đánh ngã toàn bộ bảo vệ tay cầm côn điện kia xuống đất. Trong đó một tên còn muốn đánh lén, vồ tới Tiêu Chính Văn từ phía sau, nhưng bị Tiêu Chính Văn nghiêng người né tránh, sau đó lên gối, đánh vào lồng ngực thật mạnh. Trong nháy mắt, ngực tên bảo vệ kia gãy hai xương sườn, cả người ngã thẳng xuống sàn, kêu rên mấy tiếng thảm thiết. Mà bên kia, lúc này Lưu Đào đứng dậy, sắc mặt hoảng loạn nhìn bảo vệ ngã đầy dưới sàn, mặt đỏ tía tai chỉ vào Tiêu Chính Văn hét lớn, Tiêu Chính Văn. Mày tiêu rồi, mày tiêu rồi. Mày biết ông chủ của Thiên Thượng Lai Tiên là ai không? Mày lại dám gây chuyện ở đây. Tao sẽ nói với ông chủ, mày đợi chết đi. Nói xong, Lưu Đào vội lấy điện thoại ra, gọi cho một số, nói cậu tưởng, xảy ra chuyện rồi. Có người gây chuyện ở Thiên Thượng Lai Tiên, đánh mười mấy bảo vệ bị thương. Anh mau mang người đến xem, nếu không thì đối phương sẽ dỡ cả Thiên Thượng Lai Tiên mất. Cái gì, có người dám gây sự ở Thiên Thượng Lai Tiên ư? Lưu Đào, cậu ngăn hắn lại, tôi đến ngay. Mẹ kiếp, cả gan dám gây sự ở nhà hàng Tưởng Hoành tôi mở, đúng là không muốn sống. Lúc này Tưởng Hoành đang xử lý chuyện nhà họ Tưởng ở tập đoàn Tưởng Thị, mặt mày đầy vẻ giận dữ. Mấy ngày nay, nhà họ Tưởng bần túi bụi, Tưởng Hoành ôm bụng tức không có chỗ phát tiết, lúc này nghe thấy có người to gan dám gây chuyện ở nhà hàng mình mở như thế, điều đó đã động vào dây thần kinh của Tưởng Hoành. Hổ tử, lập tức dẫn hơn 20 anh em, theo tôi đến Thiên Thượng Lai Tiên. Tôi không tin, còn có kẻ dám gây chuyện ở địa bàn của tôi. Tôi muốn xem thử, có phải hắn có ba đầu sáu tay hay không, Tưởng Hoành gầm lên với người đàn ông dáng người vạm vỡ bên cạnh. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, lái Bentley Continental của mình vội chạy đến Thiên Thượng Lai Tiên. Mà lúc này, đại sảnh của Thiên Thượng Lai Tiên, Tiêu Chính Văn nhìn Lưu Đào với vẻ mặt bình tĩnh. Mà Lưu Đào lại nhìn Tiêu Chính Văn với sắc mặt đầy tức giận và sợ hãi, đứng ở phía xa gầm lên, Tiêu Chính Văn. Mày đừng quá hung ác, mày tiêu rồi, thiếu gia Tưởng đến thì mày chết chắc rồi. Thiếu gia Tưởng, Tiêu Chính Văn nhíu mày, hỏi lại. Lưu Đào lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra dọa chết mày đấy. Thiếu gia Tưởng chính là thiếu gia nhà họ Tưởng Tưởng Hoành. Dưới tay anh ấy có hơn 20 thuộc hạ, ai nấy đều được mời từ thế lực ngầm, cho dù mày đánh đấm giỏi đi chăng nữa, gặp phải bọn họ cũng là đợi chết thôi. Tao khuyên mày, bây giờ lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với tao đi, sau đó chờ thiếu gia Tưởng sắp xếp. Nếu mày quỳ khiến tao hài lòng, nói không chừng tao có thể xin giúp mày trước mặt thiếu gia Tưởng, giữ toàn thây cho mày. Nghe đến hai chữ Tưởng Hoành, Tiêu Chính Văn lắc đầu thở dài rất bất lực, nói, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhà hàng này lại là của anh ta. Ha ha ha, biết sợ rồi à, vậy thì mau quỳ xuống nhận lỗi, Lưu Đào gầm thét. Nhưng sắc mặt Tiêu Chính Văn không thay đổi, nói rất thản nhiên, vậy thì đợi đi, đợi cái thiếu gia Tưởng trong miệng anh đến. Được được. Bây giờ mày ngông cuồng lắm, lát nữa rồi xem mày thấp kém cỡ nào, Lưu Đào nói một câu độc ác. 10 phút trôi qua, một chiếc Bentley Continental chạy nhanh đến, phát ra tiếng ầm vang của động cơ, dừng ở cổng Thiên Thượng Lai Tiên. Phía sau còn có 4 chiếc xe van màu đen đi theo. Cửa xe mở ra, hơn 20 gã đàn ông lực lưỡng xăm mình, toàn bộ nhảy xuống xe, trong tay cầm theo côn thép. Mà trong chiếc Bentley Continental, Tưởng Hoành xuống xe với sắc mặt giận dữ, vừa bước vào đại sảnh thì chỉ vào Lưu Đào toàn thân run rẩy bên cạnh, gầm lên, người đâu? Người gây sự đâu? Đám ăn hại, nhiều người như vậy mà ngay cả tên gây chuyện cũng không chế ngự được. Chương 133, đây đều do anh sắp xếp sao? Lưu Đào lập tức khom lưng cúi đầu, cung kính đón tiếp nói, thiếu gia Tưởng, không phải chúng tôi không thể khống chế mà là đối phương quá mạnh. Anh cũng biết rồi đấy. Chúng tôi mở cửa hàng làm ăn kinh doanh, bình thường sẽ không tự ý động tay động chân đi chọc khách hàng. Chúng tôi cũng không ngờ đối phương lại không nể mặt anh như vậy. Lưu Đào này là kẻ xấu đi cáo trạng trước, đổi trắng thay đen. Tưởng Hoành tức giận hừ một tiếng, hỏi thế người đó ở đâu rồi?
Lưu Đào lập tức chỉ vào Tiêu Chính Văn đang ở một bên đang chơi với Na Na nói, thiếu gia Tưởng, chính là hắn đã ra tay. Tưởng Hoành tức giận không thôi, nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn, hắn vung tay dẫn theo hơn 20 mấy tên xã hội đen mình mẩy xăm trổ đi về phía Tiêu Chính Văn nói, là anh gây chuyện ở nhà hàng của tôi. Hắn chưa nói xong thì Tiêu Chính Văn đã xoay người lại, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười nhạt, hai tay đút vào túi quần nói Tưởng Hoành, đã mấy ngày không gặp. Anh sao rồi, đã giải quyết xong chuyện nhà họ Tưởng chưa? Lúc nhìn thấy người đó là Tiêu Chính Văn, Tưởng Hoành sững sờ đứng tại chỗ, hắn lảo đảo mấy bước suýt quỳ rạp xuống đất. Đây là người gây chuyện đấy à? Mẹ kiếp, đây còn gọi là gây rắc rối sao? Nếu Tiêu Chính Văn muốn cái nhà hàng này, Tưởng Hoành sẽ giơ hai tay dâng cho anh luôn ấy chứ. Người này chính là Diêm Vương đấy. Thấy Tiêu Chính Văn còn tỏ thái độ kiêu ngạo khi thấy Tưởng Hoành, Lưu Đào lập tức chỉ vào anh mắng, Tiêu Chính Văn, thấy thiếu gia Tưởng còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Mày đúng là muốn chết, Lưu Đào thầm cảm thấy rất sảng khoái. Dù Tiêu Chính Văn có mọc cánh cũng khó mà thoát, Tưởng Hoành là con nhà giàu có tiếng, ra tay cực kỳ độc ác. Thế nhưng, Tưởng Hoành quay người lại tức giận tát Lưu Đào một bạt tai làm bay hai cái răng của hắn, cả miệng đều là máu. Láo xược, Lưu Đào, sao cậu lại ăn nói với anh Tiêu như vậy? Cậu muốn chết sao? Tưởng Hoành tức giận nói, ánh mắt như sắp phun ra lửa. Mẹ kiếp, nếu vì Lưu Đào mà đắc tội Tiêu Chính Văn thì nhà họ Tưởng xong đời thật đấy. Chuyện xảy ra ở biệt thự Thương Hải số 1 trước đó còn rõ mồn một đấy. Mỗi lần nhớ lại, Tưởng Hoành đều thấy sợ hãi không thôi. Lưu Đào cũng ngơ ngác, hắn che mặt, cả miệng đều là máu, khó tin hỏi, thiếu gia Tưởng, anh đánh tôi làm gì? Là hắn đến gây chuyện mà, Lưu Đào cảm thấy mình rất oan ức, không hiểu tại sao Tưởng Hoành lại đánh mình. Tưởng Hoành tức giận quát, ông đây không chỉ muốn đánh cậu mà còn muốn giết cậu nữa kìa. Cái tên ngu ngốc này, cậu có biết mình đã đắc tội với anh Tiêu không hả? Không chỉ hại chết tôi mà còn hại chết cả nhà họ Tưởng chúng tôi đấy. Nói xong Tưởng Hoành vẫn chưa hết tức, hắn bước lên trước đá một cái khiến Lưu Đào văng ra ngoài. Cả người Lưu Đào ngã trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, cực kỳ oan ức. Sau đó Tưởng Hoành chạy đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cúi người 90 độ, khúm núm nói, anh Tiêu, thật xin lỗi, là do tôi quản lý nhân viên không chu đáo đã để cấp dưới xúc phạm đến anh. Anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu ta. Nhất định dạy dỗ cậu ta. Cảnh tượng này khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Tưởng Hoành từ trước đến giờ luôn kiêu căng phách lối, giờ lại cúi đầu xin lỗi Tiêu Chính Văn. Đúng là chuyện khó tin. Lúc này Lưu Đào vô cùng sợ hãi ngồi trên mặt đất, hắn không dám nhìn tin cảnh tượng trước mắt. Chỗ dựa của mình thế mà lúc này lại khúm núm với Tiêu Chính Văn, vậy chẳng phải mình xong đời rồi sao? Quả nhiên. Nói xong câu đó, Tưởng Hoành u ám nhìn Lưu Đào rồi nói với mấy đàn em mà mình dẫn đến, mấy người các cậu đánh cậu ta cho tôi. Đánh đến khi cậu ta không bò dậy nổi mới thôi. Ngay tức khắc, mấy người to con xăm trổ mình mẩy đi về phía Lưu Đào. Khoảnh khắc đó, Lưu Đào cảm thấy rất tuyệt vọng, liều mạng quỳ xuống cầu xin tha, thiếu gia Tưởng, đừng mà, thiếu gia Tưởng tha mạng. Nhưng ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba người đàn ông vạm vỡ đè Lưu Đào trên mặt đất. Rồi đá vào người hắn, sau đó kéo hắn đứng dậy rồi vả mạnh vào miệng hắn. 10 phút sau, Lưu Đào bị đánh tả tơi, mềm oặt ngã trên mặt đất, cả người đều là máu, mặt mũi sưng vù lên, răng trong miệng đều rơi hết ra ngoài. Tưởng Hoành lạnh lùng trợn mắt, sau đó nịnh nọt lấy lòng nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, anh có hài lòng với cách xử lý của tôi không? Tiêu Chính Văn cau mày liếc nhìn Tưởng Hoành nói, tôi không bảo anh ra tay mà nhỉ. Anh làm vậy chẳng phải làm hỏng thanh danh của tôi sao? Tưởng Hoành sửng sốt, lập tức tự tát mình hai cái, xin lỗi, là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Anh yên tâm, mọi chuyện đều do tôi làm, không liên quan gì đến anh Tiêu cả. Nhìn thấy Lưu Đào thảm thương như vậy, rồi lại nhìn Tưởng Hoành lắp ba lắp bắp lấy lòng, nhân viên xung quanh đều thêm khiếp sợ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa bèn nói, tôi sẽ bao trọn hết chỗ này. Tối nay vợ tôi muốn mời vài nhân viên công ty đến dùng bữa. Nghe vậy, Tưởng Hoành lập tức gật đầu đồng ý, anh Tiêu, anh yên tâm, tối nay nhất định sẽ chuẩn bị cho anh và vợ anh một bữa ăn sang trọng nhất, tuyệt đối khiến vợ chồng anh nổi bật trước mặt mọi người. Mọi chuyện đã có tôi chịu trách nhiệm, Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, để vợ tôi nở mày nở mặt là được,
tôi thì không cần, không thể để lộ thân phận của tôi ra ngoài được. Dù Tưởng Hoành không hiểu nhưng hắn vẫn gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Sau đó hắn chỉ vào mấy nhân viên đang sững sờ nói, còn ngây người ra đó làm gì? Không mau đi sắp xếp, trang trí đi, tối nay hủy hết mấy cái đơn đặt trước đó đi, chỉ để anh Tiêu Bao chọn chỗ này thôi. Tiếp đó là chuyện của Tưởng Hoành, còn Tiêu Chính Văn ôm Na Na rời khỏi nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên. Đến giờ tan tầm, Tiêu Chính Văn tự mình lái xe đến đón Khương Vi Nhan. Anh cũng đã sắp xếp cho các nhân viên khác rồi, bao một chiếc xe chở toàn bộ nhân viên trong tổ của Khương Vi Nhan đến nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên. Tưởng Hoành đích thân ra đến cửa đón mọi người, dẫn toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đứng đợi ở cửa, còn đặc biệt kéo banner cực lớn ra, bên trên có viết chào mừng giám đốc Khương Vi Nhan và các nhân viên đến nhà hàng. Chiếc xe chở nhân viên đến trước cửa nhà hàng, các nhân viên trên xe đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Từng người bước xuống xe, lấy điện thoại ra chụp hình. Lúc này Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn cũng xuống xe đứng trước mặt mấy nhân viên. Vãi, giám đốc Khương cũng chịu chơi thật, thế mà lại đặt ở Thiên Thượng Lai Tiên. Phải đó, tôi xếp hàng rất lâu mà cũng không đến lượt. Nghe nói thức ăn ở đây cực kỳ ngon, tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tôi có thể ăn được thức ăn ở đây khi còn sống, mọi người mau xem kìa. Đó chẳng phải là Tưởng Hoành, cậu chủ nhà họ Tưởng sao? Anh ta thế mà lại đích thân dẫn nhân viên ra ngoài đón chúng ta. Mẹ ơi, đẹp trai quá. Anh ta là cậu ấm nhà giàu nổi tiếng đấy. Ngay lập tức các nhân viên nữ trong số hơn 20 nhân viên này đều như kẻ ngốc, lấy gương ra bắt đầu trang điểm. Họ đều mong Tưởng Hoành có thể liếc nhìn mình vài cái. Khương Vi Nhan đứng cạnh Tiêu Chính Văn. Cô nghiêng đầu nâng cằm lên nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, mọi thứ đều do anh làm đấy à? Khương Vi Nhan không dám tin cảnh tượng trước mắt. Buổi chiều cô có hỏi Tiêu Chính Văn, đã đặt nhà hàng chưa? Tiêu Chính Văn bảo là giữ bí mật nhưng cô không ngờ anh lại đặt ở Thiên Thượng Lai Tiên. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Khương Vi Nhan xinh đẹp động lòng người bên cạnh, cười hỏi, sao nào, em thích không? Hai mắt Khương Vi Nhan đỏ hoe, gật đầu nói, em thích lắm. Lúc này Tưởng Hoành cũng chạy đến trước mặt Khương Vi Nhan đưa tay ra cung kính nói, chào giám đốc Khương, tôi là Tưởng Hoành ông chủ nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên, cũng là thiếu gia nhà họ Tưởng. Tôi rất vui vì cô đã chọn Thiên Thượng Lai Tiên để tổ chức bữa tiệc nhỏ. Khương Vi Nhan sửng sốt, cô không quen Tưởng Hoành nhưng vẫn rất lịch sự bắt tay với đối phương, chào thiếu gia Tưởng. Sau đó Tưởng Hoành làm tư thế mời giám đốc Khương. Khương Vi Nhan hơi mất tự nhiên và xấu hổ nhìn Tiêu Chính Văn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đây cũng do anh sắp xếp à? Người này là cậu chủ nhà họ Tưởng đấy, anh mất bao nhiêu tiền mới mời được anh ta ra đón vậy? Chương 134, bảo bọn họ cút ra khỏi phòng bao. Tiêu Chính Văn khẽ cười giải thích, anh không có nhiều tiền vậy đâu, có lẽ thiếu gia Tưởng có lòng tốt thì sao, phải không thiếu gia Tưởng? Lúc này nghe anh nói vậy, Tưởng Hoành cười hùa theo, phải. Tôi nghe nói giám đốc Khương muốn đến nhà hàng của chúng tôi dùng bữa nên đặc biệt ra đón tiếp. Khương Vi Nhan nửa tin nửa ngờ, còn muốn nói gì nữa nhưng nhân viên ở bên cạnh đã ồn ào muốn vào trong nên cô đành bỏ qua rồi dẫn mọi người vào nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên. Vừa bước vào nhà hàng, mọi người đều bị thu hút bởi bố cục và cách trang trí của nhà hàng. Thật sự lộng lẫy, xa hoa và sang trọng. Chẳng trách nơi này trở thành địa điểm đến check-in nổi tiếng trên mạng. Thật sự rất xa hoa, cho người ta cảm giác như đang ở trong lâu đài Versailles. Hơn nữa lúc này cả nhà hàng vắng hoe, không có lấy một người khách nào khác nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng mấy người Khương Vi Nhan vừa bước vào, nhân viên phục vụ đứng đợi ở hai bên đã lâu bắn loại pháo chào đón khách hàng phát ra tiếng nổ, giấy kim tuyến màu vàng bay đầy trời, rất đẹp. Chào mừng giám đốc Khương, chào mừng mọi người. Sau đó các nhân viên phục vụ đều cúi người đồng thanh nói. Cảnh tượng này khiến đám người Khương Vi Nhan đều chấn kinh, lần lượt lấy điện thoại ra quay lại. Chẳng mấy chốc, Tưởng Hoành dẫn mọi người đến căn phòng bao sang trọng nhất của Thiên Thượng Lai Tiên. Sau đó một nhân viên nam dẫn đầu đứng dậy nói, nào, lần này phải cảm ơn giám đốc Khương, chúng tôi mới có cơ hội đến đây ăn, kính giám đốc Khương một ly. Khương Vi Nhan cũng mỉm cười đứng dậy cạn ly với mọi người. Tuy cô không biết uống rượu nhưng chắc chắn cô phải uống ly rượu này. Đồng thời cô cũng nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian này. Sau này chúng ta cùng cố gắng làm tốt dự án hợp tác lần này,
mọi người sẽ cùng được tăng lương. Được, cảm ơn Giám đốc Khương, tăng lương. Ha ha ha, Giám đốc Khương thật sự dễ tính quá, lúc làm việc tôi vẫn rất sợ cô ấy. Trong cả công ty, chỉ có Giám đốc Khương là người dễ gần nhất, khác hẳn với Phó Tổng Giám đốc Khương Mỹ Nghiên. Cả ngày cô ta chỉ biết kiêu căng phách lối, đối xử với nhân viên cũng vô cùng hà khắc, còn đổ thừa cho người khác khắp nơi. Uống được vài ly, mọi người cũng bắt đầu nói đến nhiều chủ đề, xen lẫn vào trong các câu chữ đều là sự yêu mến của họ với Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng liên tục nói chuyện với họ, ngược lại Tiêu Chính Văn trở thành người làm nền, im lặng ngồi cạnh Khương Vi Nhan ăn cơm. Dù sao anh không thể chen miệng vào chuyện của công ty. Lúc này, trong đám nhân viên có một nhân viên nam đã uống khá nhiều, mặt cũng đỏ ửng bỗng cầm ly rượu lên nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, tôi cũng kính anh một ly, anh là chồng của Giám đốc Khương mà làm cô ấy mất mặt, hại Giám đốc Khương luôn bị người ta đâm chọc trong công ty. Tôi kính ly rượu này, cho sự vô liêm sỉ, mặt dày của anh, vậy mà còn có thể ngồi đây ăn cơm. Nào, tôi cạn nhé. Nhân viên đó tên là Triệu Húc, trong công ty yêu thầm Khương Vi Nhan đã lâu nhưng hắn biết Khương Vi Nhan đã có một người chồng vô dụng. Thế nên hắn chỉ đành giấu kín tình cảm thầm lặng với Khương Vi Nhan này vào lòng. Nhưng hôm nay hắn không kiềm chế được nữa, muốn mượn chút rượu này làm càn. Từ lúc vào đến giờ, thằng vô dụng này chỉ biết ăn ăn ăn. Tên này sao có thể xứng với một người phụ nữ cao quý, dịu dàng như Khương Vi Nhan được chứ? Anh ta không xứng. Thoáng chốc bầu không khí trong phòng bao trở nên yên tĩnh, vài nhân viên vội vã kéo áo của Triệu Húc bảo hắn ngồi xuống nhưng Triệu Húc lại quát, đừng kéo tôi. Hôm nay tôi phải nói ra mới thấy nhẹ lòng. Tiêu Chính Văn, anh là cái thá gì chứ? Một con chó hoang dựa vào đâu mà có thể trở thành chồng của Giám đốc Khương? Anh ta chỉ biết, chỉ làm liên lụy Giám đốc Khương thôi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, rõ ràng Giám đốc Khương có thể phát triển tốt hơn nhưng vì anh ta mà cứ bị đâm chọc ở công ty. Không phải các người không biết, Tiêu Chính Văn, anh đứng dậy cho tôi, anh nói xem, là đàn ông anh có thấy hổ thẹn không? Lúc này Tiêu Chính Văn rất bình tĩnh, anh nhướng mày nhìn Triệu Húc đứng dậy. Khương Vi Nhan cũng vội vã kéo tay Tiêu Chính Văn lại, lắc đầu nói, Tiêu Chính Văn, đừng mà, anh ta uống say rồi. Khương Vi Nhan cũng lo lắng. Liên tục nháy mắt ra hiệu với Triệu Húc nhưng hắn cứ giả vờ như không thấy. Lúc này Tiêu Chính Văn nâng ly lên, trước tiên uống cạn ly rượu, sau đó nghiêm túc nhìn Triệu Húc nói, tôi biết anh thích vợ tôi có thể xem những lời anh vừa nói không phải đang xúc phạm tôi, chỉ là tôi cảm ơn sự quan tâm của anh dành cho vợ tôi, thật mừng vì vợ tôi có một nhân viên như vậy. Thế nhưng tôi có thể thẳng thắn mà nói với anh rằng tôi yêu Khương Vi Nhan, tôi sẽ cho cô ấy mọi thứ. Triệu Húc lảo đảo còn muốn nói gì đó nhưng bị người bên cạnh kéo ngồi xuống. Sau đó Tống Hiểu Nguyệt vội vã xoa dịu bầu không khí, ha ha, Triệu Húc uống say rồi, nào 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 mọi người cứ ăn uống tiếp đi. Thoáng chốc mọi người cũng hưởng ứng tiếp tục ăn uống. Tiêu Chính Văn ngồi xuống, Khương Vi Nhan áy náy nhìn anh nhỏ giọng nói, xin lỗi anh nhé Tiêu Chính Văn, em cũng không ngờ anh ta sẽ nói vậy. Thật ra Triệu Húc không xấu. Chỉ là Tiêu Chính Văn khẽ cười nói, em yên tâm đi, anh biết mà. Một điệp khúc chen ngang cuối cùng cũng bị rượu làm dịu đi. Trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng cãi vã kịch liệt. Mẹ kiếp, Tưởng Hoành, mày có ý gì? Cửu gia đã đặt phòng bao vào tối nay, sao lại bị người khác chiếm mất rồi? Có phải mày muốn đắc tội với Cửu gia không? Giọng nói vừa thô bạo vừa giận dữ gọi thẳng tên Tưởng Hoành. Có thể thấy thân phận và địa vị của người này không hề thấp. Lúc này Tưởng Hoành lo lắng và sợ hãi nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt, cung kính nói, anh Hổ, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tối nay nhà hàng được người ta bao trọn này nên phòng bao Cửu gia đặt trước chuyển sang ngày mai, bốp. Người đàn ông vạm vỡ tát Tưởng Hoành một bạt tai, trợn mắt tức giận nói, mẹ kiếp. Cửu gia sắp đến rồi mà mày nói với ông đây là phòng bao đặt trước chuyển sang tối mai à? Mày đang đùa giỡn với ông đây hay Cửu gia đấy hả? Có phải Tưởng Hoành mày không muốn sống nữa không? Lúc này Vương Hổ cực kỳ tức giận. Đằng sau hắn đều là đàn em thân cận của mình, ai cũng lăn lộn trong giang hồ, cả người đều xăm trổ đủ thứ hình, sát khí đầy mình. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để dọa người khác chết khiếp. Huống hồ gì những người này còn mang theo dao? Vương Hổ này chính là đàn em của Cửu gia.
Kiều Cửu một ông hoàng trong tứ hoàng nhất đế ở thế giới ngầm Tu Hà, cũng là đàn em trung thành nhất. Địa vị đó chính là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa Kiều Cửu này là một ông hoàng của thế lực ngầm ở Tu Hà, thân phận và địa vị chỉ thấp hơn Chính Thiên Thái nhưng ở một khía cạnh nào đó lại mạnh hơn Chính Thiên Thái, cũng là một thế lực ngầm cũ ở địa phương, thế lực rất phức tạp, nhiều lúc có thể không nể mặt cả Chính Thiên Thái. Nhiều khi những người ở thế lực ngầm Tu Hà đều so sánh Chính Thiên Thái và Kiều Cửu, cũng có không ít người âm thầm nương nhờ vào Kiều Cửu, muốn trở mặt với Chính Thiên Thái. Lúc này bị đánh, Tưởng Hoành cũng không dám lên tiếng. Hắn cúi đầu xin lỗi, anh hổ, thật sự xin lỗi, tôi sẽ tự mình nói với Cửu gia, dầm. Vương Hổ bước đến đá vào người Tưởng Hoành văng ra ngoài. Hắn tức giận quát, mày là cái thá gì mà cũng dám tự mình nói với Cửu gia. Nói đi, mẹ kiếp, tối nay tên nào dám bao trọn chỗ này. Bảo chúng cút ra khỏi đây, trả lại phòng bao cho Cửu gia. Chương 135, dám động vào vợ tao sao? Tưởng Hoành hoảng sợ, hắn nói hay không nói thì cũng chết. Một người là Vương Hổ, thuộc hạ đắc lực tài giỏi của Cửu gia Tu Hà, người còn lại là Tiêu Chính Văn, một nhân vật mà ngay cả Thiên gia Tu Hà cũng phải cúi đầu. Đắc tội ai cũng không được. Nhìn thấy dáng vẻ vừa lo lắng vừa hoảng sợ của Tưởng Hoành, Vương Hổ hừ một tiếng lạnh lùng, hừ. Mày không nói, ông đây sẽ tự mình qua đó. Dứt lời, Vương Hổ lập tức dẫn theo 7, 8 tên đàn em xông vào phòng bao. Tưởng Hoành liền sốt sắng đuổi theo, liều mạng hét lớn, anh hổ, không được đâu, anh đừng đắc tội với người trong phòng bao. Bốp! Vương Hổ xoay người giáng cho Tưởng Hoành một cái tát, khiến hắn ngã lăn ra đất, đồng thời chỉ vào một tên thuộc hạ của mình, tức giận hét lên, chúng mày trông chừng hắn cho tao. Nói xong, ánh mắt Vương Hổ lạnh lùng, dẫn đầu đám người, thô bạo đẩy cửa phòng bao. Cút ngay, ông đây chiếm căn phòng bao này. Vương Hổ xông vào phòng bao, gầm lên giận dữ, thuộc hạ phía sau hắn tản ra bao vây. Trong phòng bao, Khương Vi Nhan đang uống rượu và trò chuyện với các nhân viên thì bị một nhóm người xăm trổ xông vào, ai nấy đều hoảng sợ, ngồi im tại chỗ, hồi lâu sau cũng không biết phải làm gì. Nhìn thấy cảnh này, Khương Vi Nhan vội vàng đứng dậy, cười với Vương Hổ, nói, này anh, chúng tôi đã dùng phòng bao này rồi, thực xin lỗi, hay là các anh đợi chúng tôi ăn xong. Vương Hổ nghe vậy thì tức giận, nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan, giống lên, con danh này, mày đang nói cái gì thế? Bảo ông đây chờ mày, mày không muốn sống nữa à? Có biết ông đây là ai không? Mau dẫn theo đám người này cút đi. Vương Hổ hoàn toàn không phải là hạng người thương hoa tiếc ngọc, trong mắt hắn chỉ có Cửu gia mà thôi. Khương Vi Nhan sửng sốt, có chút khó xử. Mà đám nam nhân viên ngồi bên dưới, mượn hơi rượu, cũng nhao nhao đứng dậy. Chỉ vào Vương Hổ và hét lên, mẹ nó chứ mày là thằng nào. Tối nay, các phòng bao ở Thiên Thượng Lai Tiên đã được giám đốc bọn tao đặt hết rồi. Còn không mau cút, cút ngay. Mẹ mày, giả vờ làm dân giang hồ gì chứ? Có tin bọn tao lập tức gọi cảnh sát bắt hết đám chúng mày không? Dựa vào đâu mà bắt bọn tao cút? Là chúng mày làm phiền bữa ăn của bọn tao thì có, chúng mày mới là người phải cút. Đúng, cút ngay. Trong giây lát, đám nhân viên như bị kích động, chỉ thẳng vào Vương Hổ và mắng mỏ. Vương Hổ tức giận, mặt mũi đỏ bừng, hắn tức giận rút dao găm từ thắt lưng ra, đập mạnh xuống bàn, quát lớn, dựa vào việc ông đây là Vương Hổ. Giọng nói này tựa như sét đánh, vang vọng khắp phòng bao. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng bao trở nên yên tĩnh. Hầu hết những nhân viên do Khương Vi Nhan đưa đến đều không biết Vương Hổ, nhưng một số người trong số họ đã nghe danh hung thần Vương Hổ. Lúc đó, họ ngã xuống ghế, chỉ vào hắn, kinh hãi hỏi, anh là Vương Hổ. Là người của Cửu gia. Ha ha, xem ra chúng mày cũng biết tao nhỉ, Vương Hổ nhếch môi cười, sắc mặt thâm trầm đáng sợ. Bịch. Ngay lập tức, nam nhân viên nó đứng dậy, bỏ tới trước Vương Hổ, anh ta liên tục dập đầu xin lỗi, nói, anh Hổ, tôi xin lỗi, vừa nãy tôi uống nhiều quá đâm ra nói nhảm. Tôi đúng là có mắt như mù. Tôi đáng bị đánh. Vừa nói, nam nhân viên vừa vả liên tục vào mặt, khiến mọi người trong phòng bao sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Lý Vĩ, cậu làm gì vậy? Cậu uống quá chén rồi sao? Anh Hổ gì cơ? Cửu gia gì cơ? Một nhân viên hỏi. Sau đó Lý Vĩ nọ vội hét lên với bọn họ, các anh mau quỳ xuống tạ tội với anh Hổ đi.
Anh Hổ là người của Cửu gia Kiều Cửu, một trong những thế lực lớn trong thế giới ngầm Tu Hà đó. Toàn bộ khu đông này, dưới trướng Anh Hổ có hơn 200 người. Không muốn chết thì mau quỳ xuống đi. Lời nói này của Lý Vĩ khiến toàn bộ nhân viên choáng váng. Cửu gia, hóa ra là Cửu gia Kiều Cửu ở Tu Hà. Hắn có phải là Vương Hổ vừa mới ra tù không nhỉ? Mấy năm trước hắn đã từng đi tù vì tội đâm chết người, nhưng không ngờ lại được thả sớm như vậy. Ngay lập tức, rất nhiều nhân viên trước đó đã mắng Vương Hổ sợ hãi đến mức chân như mềm oặt ra, một số nhân viên nữ mặt mũi tái mét, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Vương Hổ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn đám người, tức giận hét lên, bây giờ tao hỏi chúng mày, ai mới là người phải cút ra ngoài? Đám nhân viên đó vội vàng cúi đầu, lẩm bẩm nói, là chúng tôi phải cút, là chúng tôi. Nhìn thấy mọi người chuẩn bị rời đi, Khương Vi Nhan cảm thấy tức giận không thôi, quay sang Vương Hổ nói, phòng bao này đã được sử dụng rồi, tại sao chúng tôi phải ra ngoài chứ? Tôi không quan tâm anh là ai nhưng các anh lại muốn gây chuyện, tôi đã gọi cảnh sát rồi đấy. Khương Vi Nhan không phải là người bình thường, sẽ không cúi đầu trước những thế lực tà ác này. Nghe vậy, đám nhân viên đó hoảng sợ, lập tức kéo Khương Vi Nhan, nói, giám đốc Khương, đừng nói nữa. Hắn là người của Cửu gia đấy, chúng ta mau đi thôi. Đúng đó, giám đốc Khương, chúng ta không đắc tội hắn được đâu, ra khỏi đây nhanh. Anh Hổ là một kẻ tàn nhẫn, hắn đã đánh không biết bao nhiêu người đến mức tàn phế, đừng có rước họa vào thân mà giám đốc Khương, mọi người đang không ngừng thuyết phục Khương Vi Nhan rời đi, đây chẳng qua chỉ là một phòng bao mà thôi, không cần thiết phải gây xích mích với đám người xã hội đen này. Lợi bất cập hại, Vương Hổ lúc này nhìn chằm chằm Khương Vi Nhan với ánh mắt lạnh lùng, nói, ha ha, đúng là lũ đàn bà. Cứng mồm phết nhỉ, không đi đúng không? Vậy thì tao không khách khí nữa. Dứt lời, Vương Hổ cầm con dao găm trên bàn lên, cố ý vung lên vẽ vài đường, nói đùa tao cho mày một cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi phòng bao, bằng không, con dao này của tao sẽ rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của mày đấy. Khương Vi Nhan cũng bị sốc, nhưng cô không ngờ đối phương lại cả gan làm loạn như vậy. Mà ngay lúc này, con dao găm trên tay Vương Hổ đã vung lên, nhắm thẳng vào mặt Khương Vi Nhan. Cảnh tượng này khiến Khương Vi Nhan hoảng sợ, nhanh chóng nhắm mắt lại. Nhưng, con dao găm không để lại một vết xước nào trên mặt cô, Khương Vi Nhan chỉ cảm nhận được có một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Khi cô mở mắt ra đã thấy Tiêu Chính Văn vẫn đang im lặng ngồi ăn cơm, nhưng lúc này lại vặn cổ tay tên Vương Hổ. Vương Hổ mặt mũi đỏ bừng, hắn cảm giác được cổ tay truyền đến một lực kinh khủng, giống như cổ tay sắp bị gãy. Mẹ chứ, mày là thằng nào? Buông tay tao ra, Vương Hổ tức giận. Cánh tay cầm dao găm không thể nhúc nhích, đành phải dùng một nắm đấm khác nhắm vào mặt Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan che miệng, kinh ngạc hét lên, Tiêu Chính Văn, cẩn thận. Tuy nhiên, cú đấm này của Vương Hổ vẫn bị Tiêu Chính Văn nắm chặt trong tay. Anh hơi dùng lực, một tiếng rắc vang lên, hai cánh tay của Vương Hổ đều bị bẻ gãy. Đột nhiên, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp phòng bao. Tiêu Chính Văn bước lên. Đá thẳng vào bụng Vương Hổ khiến hắn bay ra 2 mét, va vào mấy cái ghế đằng sau rồi mới dừng lại. Dám động vào vợ tao, mày đang tìm đường chết à, Tiêu Chính Văn hừ lạnh một tiếng, trong đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Vương Hổ vung hai cánh tay, cơn đau buốt từ cổ tay và nắm đấm như kéo căng thần kinh hắn. Mẹ mày, thằng nhãi, mày dám động vào ông đây, anh em đâu, xông lên cho tao, đánh chết nó, Vương Hổ gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Trong nháy mắt, 7, 8 tên thuộc hạ lần lượt rút dao găm ở thắt lưng ra, lao về phía Tiêu Chính Văn. Chương 136, Cửu gia tới. Nhìn thấy đám đàn ông xăm mình, cao to vạm vỡ lao tới, Khương Vi Nhan và cả những nhân viên khác, đều bị dọa sợ mất hồn vía, ai nấy đều run rẩy trốn vào góc phòng bao. Nhưng Tiêu Chính Văn ngược lại không hề sợ hãi, vẻ mặt anh điềm nhiên, nhìn đám người này. Một trong số đó vung con dao găm trên tay. Đâm vào ngực và bụng của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn né sang một bên, sau đó giơ tay nắm lấy cánh tay của tên kia, một tiếng rắc vang lên, toàn bộ cánh tay của gã bị uốn cong một góc 90 độ. Sau đó, Tiêu Chính Văn giơ chân đá gã đàn ông một cú bay ra ngoài, va thẳng vào hai người phía sau, nặng nề ngã lăn ra đất, làm vỡ cả hai bộ bàn ghế. Hai gã đàn ông lực lưỡng xăm chỗ khác xông lên, tấn công Tiêu Chính Văn từ hai bên sườn.
bọn họ vung nắm đấm và dao găm, khiến Tiêu Chính Văn không có cơ hội phản ứng. Tuy nhiên, bọn họ đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn, anh giơ tay lên, cầm lấy chai rượu trên bàn rồi ném mạnh, chai rượu đập vào gò má của gã đàn ông lực lưỡng đang cầm con dao găm, rượu hòa lẫn với máu, văng khắp mặt đất. Gã đàn ông che mặt kêu lên đau đớn, mắt gã cũng bị rượu hắt vào, đau đến mức quỳ rạp xuống đất. Cùng lúc đó, chai rượu vỡ nát, chỉ còn miệng chai còn sót lại, bị Tiêu Chính Văn giơ lên đè xuống cổ của tên đàn ông cường tráng đang giơ nắm đấm lên. Gã lập tức dừng tay, nhìn chằm chằm vào miệng chai nhọn hoắt đang ghì chặt vùng cổ, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn đã đá gã bay ra ngoài. Không đến 5 phút đồng hồ, toàn bộ 7, 8 tên thuộc hạ Vương Hổ dẫn theo đã ngã rạp xuống đất, gãy hết tay chân, hồi lâu không đứng dậy được, kẻ nào cũng la hét thảm thiết. Vương Hổ hoảng sợ, hắn chưa từng thấy ai có thực lực lợi hại như vậy, hắn dựa vào tường, kinh hãi hỏi, mày là ai? Tao là Vương Hổ, người của Cửu gia. Hôm nay mày đánh nhiều người của tao như thế, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Dưới trướng tao còn có hơn 200 anh em. Mày thức thời thì mau quỳ xuống nhận lỗi với ông đây, nếu không lát nữa người của tao tới, mày và cả đám người đứng sau mày nữa, đều chết không có chỗ chôn. Câu nói này quả nhiên đã khiến đám nhân viên phía sau Tiêu Chính Văn sợ hãi, khi họ thấy Tiêu Chính Văn lại chuẩn bị ra tay với Vương Hổ, họ lập tức hét lên. Tiêu Chính Văn, anh đừng có làm bừa, đó là anh Hổ đấy, nếu anh đắc tội hắn, chúng tôi chịu không nổi đâu. Giám đốc Khương, cô mau ngăn chồng cô lại đi. Anh ta làm vậy là đang tìm đường chết thôi. Anh ta sẽ kéo mọi người chết cùng đó. Tiêu Chính Văn, anh dừng lại đi. Đó là người của Cửu gia đấy. Đối mặt với sự mắng mỏ và ngăn cản của đám người, Tiêu Chính Văn nhếch môi cười, nói, cũng đã đánh rồi. Các người cho rằng bọn chúng sẽ buông tha cho chúng ta sao? Dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đứng trước mặt Vương Hổ, hung ác giẫm mạnh lên cánh tay hắn như muốn nghiền nát hắn ra. Rồi nói với giọng lạnh lùng, không tôn trọng vợ tao là mày đang vuốt râu hùm đấy. Hôm nay mày nên biết ơn có vợ tao ở đây, bằng không tao sẽ giết mày. Cút, một chữ cút, tựa như tiếng sấm rền. Vương Hổ nhanh chóng đứng dậy cùng đám anh em bị đánh te tua của mình, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với đôi mắt đỏ ngầu, tức giận nói, thằng nhãi. Mày được lắm, hừ, có gan thì chúng mày đừng bỏ đi. Vương Hổ tao nhất định sẽ quay lại đây. Tao sẽ bắt chúng mày phải trả cái giá đắt vì hành động láo xược ban nãy của mày. Nói xong, Vương Hổ ảo não dẫn người rời đi. Ngoài cửa, Tưởng Hoành chạy tới, nhìn thấy đám người Vương Hổ bị đánh cho kinh hồn bạt vía, lập tức rùng mình, trong lòng chợt nghĩ không xong rồi. Hắn lao vào phòng bao, nhìn thấy bên trong như một mớ hỗn độn, liền nhìn Tiêu Chính Văn đang thờ ơ ngồi tại chỗ, múc canh cho Khương Vi Nhan, hai chân hắn như mềm oặt ra. Lúc này rồi mà anh Tiêu vẫn còn tâm tình bê bát canh cho vợ sao? Vợ ơi, vừa rồi anh làm em sợ, em uống chút canh đi cho bình tĩnh lại, Tiêu Chính Văn nói nhỏ, đưa bát canh cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nào có thể nuốt trôi? Khuôn mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng và sốt sắng, nói Tiêu Chính Văn, vừa rồi anh bốc đồng quá. Em nghe bọn họ nói, đó là người của Cửu gia. Cửu gia ở Tu Hà là một nhân vật không hề kém cạnh Thiên gia. Xong rồi, lần này chúng ta đắc tội với người ta thật rồi. Phải làm sao đây? Khương Vi Nhan lo lắng đến mức sắp khóc. Cô không ngờ rằng Tiêu Chính Văn lại liều lĩnh và bốc đồng đến mức thẳng tay đánh đám người Vương Hổ. Nhưng mà, trong lòng cô không trách Tiêu Chính Văn, bởi vì Tiêu Chính Văn làm vậy là vì muốn bảo vệ cô. Tưởng Hoành cũng vội vàng chạy tới, hỏi dò vài câu, giám đốc Khương, anh Tiêu, hai người không sao chứ? Nhìn thấy Tưởng Hoành bước tới, Khương Vi Nhan vội vàng hỏi, thiếu gia Tưởng, tôi xin lỗi vì phòng bao bị đập phá thế này. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bồi thường. Tưởng Hoành nào dám bắt Khương Vi Nhan bồi thường, hắn cười gượng, không, không cần đâu, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp ngay. Dứt lời, Tưởng Hoành liền rời khỏi phòng bao. Ngay sau đó, một vài nhân viên phục vụ bước vào dọn dẹp phòng bao và bê lên lại một vài món ăn. Mọi người bắt đầu ngồi xuống. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, ánh mắt tràn đầy ý lo lắng, xen lẫn sự tức giận. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn vẫn ngồi bình tĩnh, ăn cơm như thường, chỉ trừ lúc ban nãy dọn phòng bao, anh viện cớ vào nhà vệ sinh, gửi tin nhắn cho Trịnh Thiên Thái và Tống Hậu Lượng. Bây giờ,
cơn tức giận của mọi người đều trút lên đầu Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, anh có biết mình vừa mới gây ra bao nhiêu phiền phức không? Đó là anh Hổ, người của Cửu gia đấy. Anh ra tay với hắn thì khác gì tự đào hố chôn mình. Chắc chắn hắn không tha cho anh đâu. Đúng đấy, anh ra tay đánh người ta làm gì? Hại chúng tôi bị anh liên lụy theo. Bây giờ chúng tôi phải làm sao? Thật, Giám đốc Khương, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như anh Hổ kéo theo đám người đó tới thì chúng tôi đi đời nhà ma mất. Tôi trên có bố mẹ già, dưới còn con thơ, tôi không muốn bỏ mạng ở đây đâu. Khương Vi Nhan cũng rất sốt sắng và lo lắng, cô ngồi trên ghế mà tựa như ngồi trên đống than. Đám nhân viên này lo sợ không thôi, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Tiêu Chính Văn nói, yên tâm đi, tôi là người đánh. Không liên quan gì đến mấy người. Nếu có chuyện gì, một mình tôi chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm, anh thì có cái vẹo gì mà chịu trách nhiệm. Tôi phục anh sát đất luôn. Anh nói xem nào, một con chó hoang như anh thì ra vẻ cái gì. Giám đốc Khương đúng là bị anh lừa rồi. Trong công ty vì anh mà bị người ta cố ý nhắm vào, bên ngoài lại vì anh mà lo lắng bị trả thù. Tôi cảm thấy bất bình thay cho giám đốc Khương luôn đấy, sao lại có một thằng chồng rác rưởi như anh cơ chứ? Không ít người bắt đầu mắng mỏ Tiêu Chính Văn, nhưng Tiêu Chính Văn không hề quan tâm. Khương Vi Nhan không tài nào nghe lọt tai được mấy lời này, lạnh lùng nói, được rồi, đừng nói lung tung nữa, chuyện này tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, Khương Vi Nhan bắt đầu gọi điện, muốn tìm người giúp đỡ, nhưng ngay khi đầu dây bên kia nghe thấy Vương Hổ và Cửu Gia, tất cả đều cúp máy. Cuối cùng, Khương Vi Nhan sốt ruột đến nỗi rơi nước mắt. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên ngoài cửa, rất vội vàng, rất nặng nề, tựa như có chừng 40, 50 người. Cánh cửa phòng bao lại bị đá một cách thô bạo, Vương Hổ đang bị thương, dẫn theo 40, 50 tên đàn em xông vào. Hắn không lập tức gây sự với đám người Tiêu Chính Văn, mà đứng sang một bên cung kính nói lớn, Cửu gia tới. Chương 137, Thiên gia tới. Cửu gia tới. Trong nháy mắt, cả phòng bao lặng như tờ. Tất cả đám nhân viên, bao gồm cả Khương Vi Nhan, vội vàng đứng dậy và run rẩy nhìn về hướng cửa. Quả nhiên, trước mắt mọi người là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen bước vào phòng bao, kiểm tra tình hình bên trong. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thái cực quyền màu trắng khoảng 4-50 tuổi, tóc mai hai bên bạc trắng. Đeo kính gọng vàng, trên tay ông ta cầm hai viên ngọc bích, một tay chắp sau lưng, sắc mặt điềm nhiên đi vào. Khí thế ngút trời. Đây là một ông lớn máu mặt, Cửu gia Tu Hà. Ngay khi Cửu gia bước vào, ai nấy đều cúi đầu và kính cẩn hét lên, Cửu gia. Trong số đó, chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn đang bình tĩnh ngồi im, cảnh tượng này khiến Khương Vi Nhan và đám nhân viên sững sờ. Tiêu Chính Văn, anh mau đứng dậy. Đứng dậy đi, Khương Vi Nhan lo lắng hét lên, cô đưa tay kéo người Tiêu Chính Văn. Đám nhân viên đứng bên cạnh trợn tròn mắt, có người còn sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Xong rồi, xong rồi. Lần này xong đời rồi. Tiêu Chính Văn này sao có thể ngang ngược như vậy chứ? Bây giờ Cửu gia tới rồi, anh ta còn có tâm trạng ngồi ăn, làm sao bây giờ? Có phải chúng ta sắp bỏ mạng tại chỗ này không? Đều tại tên Tiêu Chính Văn. Bây giờ Cửu gia đã tới, chúng ta chắc chắn không thoát được, nhiều nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán, ai nấy đều lo lắng và hoảng sợ. Một số người thậm chí đã bắt đầu hét lên, Cửu gia. Không liên quan tới chúng tôi, là anh ta, là Tiêu Chính Văn làm. Chính anh ta đã đánh anh Hổ, các người muốn trả thù thì tìm anh ta ấy, đúng vậy. Anh Hổ, Cửu gia, không liên quan gì đến chúng tôi là chỉ là người bình thường thôi. Đối diện với những lời buộc tội của mọi người, Tiêu Chính Văn vẫn thản nhiên ngồi, không để ý tới Cửu gia đã bước vào phòng bao. Đám người anh Hổ cũng vô cùng tức giận, lập tức hét lên, thằng danh. Cửu gia đến rồi, mày còn muốn ngồi đây ăn nữa à? Ăn mẹ mày ấy, dầm một tiếng, anh Hổ đá thẳng vào bàn ăn trước mặt Tiêu Chính Văn, khiến thức ăn trên đũa của Tiêu Chính Văn rơi xuống. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói, lãng phí đồ ăn là vô cùng đáng trách. Mày có biết rất nhiều binh lính ở biên giới không được ăn đồ ăn ngon như vậy không? Mày có biết số đồ ăn này đối với người bị mắc kẹt trong phòng tuyến địch mà nói rất đáng quý không? Đó là thứ duy trì mạng sống của họ. Dứt lời, Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn sát khí.
Luồng sát khí kinh người này dọa Vương Hổ sửng sốt trong chốc lát, vô thức lui về phía sau hai bước. Kiều Cửu cũng cau mày, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói cậu đi lính. Tiêu Chính Văn xoay người, nhẹ nhàng đặt đôi đũa bạc lên bàn, vẻ mặt thâm trầm, nói, trong mắt tôi, kẻ nào lãng phí thức ăn đều đáng chết. Soạt. Đột nhiên, một tia sáng màu bạc lóe lên. Ngay sau đó, đôi đũa màu bạc bắn ra nhanh như chớp, xuyên qua đầu gối của bên chân ban nãy vừa đạp lên bàn của Vương Hổ, tạo thành hai lỗ máu, máu tươi chảy ròng ròng. Bịch, Vương Hổ ngã xuống đất, không ngừng kêu gào, a a a. Cửu gia, cửu gia, chân của tôi, chân của tôi. Chắc chắn hôm nay là ngày thảm nhất trong cuộc đời của Vương Hổ, hai tay vừa mới băng bó, bây giờ lại thêm một chân bị phế. Cảnh tượng đột ngột này cũng khiến cả phòng bao sững người. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngây người đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Chính Văn, lại nhìn Vương Hổ ngã trên mặt đất. Anh thật sự dám phế Vương Hổ trước mặt Cửu gia. Đáng sợ quá. Sức phải họa lớn rồi. Một số nhân viên không chịu nổi sợ hãi và kích khích liền trợn mắt ngã xuống đất, cơ thể mất khống chế mà đại tiện tiểu tiện ngay tại chỗ. Đồng thời, Khương Vi Nhan cũng che miệng lại, trợn to hai mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ trong lần đối đầu với nhà họ Kim lần trước, Khương Vi Nhan mới cảm nhận được luồng sát khí nồng đậm như vậy từ Tiêu Chính Văn. Nhưng vào lúc này, Cửu gia nhìn thấy Vương Hổ nằm trong vũng máu, ông ta híp mắt, ánh mắt tỏa ra khí thế lạnh lùng, nghiêm nghị nói, thằng nhãi này. Cậu là người đầu tiên dám phế người của Kiều Cửu này ngay trước mặt. Tôi phải thừa nhận rằng cậu có can đảm, nhưng sự liều lĩnh này của cậu sẽ chỉ đưa cậu vào chỗ chết. Người đâu, bẻ gãy tay chân của cậu ta cho tôi. Để cậu ta biết kết cục của kẻ đắc tội với Kiều Cửu là gì. Cơn tức giận của Kiều Cửu như bùng nổ. Là một trong bốn hoàng của thế lực ngầm ở Tu Hà, người của mình lại bị phế ngay trước mắt. Nếu ông ta không nghiêm khắc dạy dỗ Tiêu Chính Văn, thì ông ta không phải là Cửu gia Tu Hà. Soạt, soạt. Trong nháy mắt, hơn 20 vệ sĩ mặc vest đen trong phòng bao rút rùi cui từ eo xuống, phát ra âm thanh rợn người, thẳng thừng vung tay đánh. Cảnh tượng này khiến Khương Vi Nhan và đám nhân viên kinh hãi, không ngừng la hét. Còn Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh nhìn lướt qua toàn cảnh, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười đầy khinh thường, nhiều người như vậy sao? Chả đủ xem, Kiều Cửu tức giận gầm lên, xông lên, đập hết răng cậu ta cho tôi. Ngay lập tức, đám vệ sĩ đó chuẩn bị lao lên. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên xuyên qua phòng bao. Tôi xem ai dám động vào ngài Tiêu. Ngay sau đó, tiếng bước chân vội vã vang lên giống như tiếng sấm. Đám đông nhìn theo, liền thấy một đám vệ sĩ cũng mặc vest đen, trên tay cầm gậy chống bạo động xông vào. Sau đó, Trịnh Thiên Thái, mặc vest kẻ sọc màu xám, bước nhanh vào với vẻ mặt lạnh lùng. Cửu gia, ông oai phong lẫm liệt thật đấy. Dám dẫn người tới gây sự trên địa bàn của tôi. Ông không coi Trịnh Thiên Thái tôi ra gì hả? Trịnh Thiên Thái ngay khi vừa bước vào cửa đã nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, sau đó giống lên đầy giận dữ với Kiều Cửu. Trịnh Thiên Thái, chính là thiên gia có thế lực đứng đầu Tu Hà sao? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bị chấn động. Những nhân viên dưới trướng của Khương Vi Nhan lúc này toàn thân run lên bần bật, vô cùng sợ hãi. Một Kiều Cửu đã đủ đáng sợ, bây giờ lại thêm một thiên gia Tu Hà khác. Xong. Xong đời rồi. E là tối nay bọn họ phải bỏ mạng tại nơi này rồi. Kiều Cửu sầm mặt nhìn Trịnh Thiên Thái trước mắt, lạnh lùng nói, Trịnh Thiên Thái, ý của ông là gì? Ông muốn bảo vệ thằng nhãi này. Trịnh Thiên Thái nhếch môi cười, nói, đúng vậy. Tôi muốn bảo vệ ngài ấy. Kiều Cửu ông không đồng ý sao? Về mặt khí thế, Trịnh Thiên Thái đã áp chế được Kiều Cửu. Sắc mặt Kiều Cửu như đông cứng lại, dứt khoát nói, Trịnh Thiên Thái, ông phải suy nghĩ kỹ đi. Chỉ vì một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như cậu ta mà ông muốn đắc tội Kiều Cửu tôi sao? Trịnh Thiên Thái bật cười, nói Kiều Cửu, ông đừng có vòng vo tam quốc nữa. Hôm nay tôi tới đây là để bảo vệ ngài ấy. Có bản lĩnh thì ông cho toàn bộ người vào đây, chúng ta cùng đấu một trận là được. Nghe vậy, một số nhân viên ngã khuỵu xuống đất. Họ đang đi mua sắm chắc. Kiều Cửu trầm mặt xuống, ông ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với ánh mắt hung ác, sau đó hỏi Trịnh Thiên Thái, cậu và thiên gia có quan hệ gì mà ông ta thả đắc tội Kiều Cửu tôi cũng muốn bảo vệ cậu bằng được. Ha ha,
chả có quan hệ gì cả, chỉ là tôi không vừa mắt ông từ lâu lắm rồi, hôm nay vừa hay có dịp, chúng ta cùng giải quyết hết ân oán cũ đi. Trịnh Thiên Thái đã nghĩ ra cách giải quyết, tuyệt đối không vạch trần thân phận của Tiêu Chính Văn trước mặt Khương Vi Nhan. Vì vậy, ông ta chỉ có thể xúc phạm Kiều Cửu. Mặc dù Kiều Cửu vô cùng tức giận, nhưng ông ta cũng rất khó hiểu. Trước đây, Trịnh Thiên Thái sẽ không bao giờ như thế này, ông ta lúc nào cũng khéo léo với mình, xưng anh xưng em. Nhưng hôm nay, Trịnh Thiên Thái lại vì thằng danh này mà như biến thành một con người khác. Mẹ nó chứ, Trịnh Thiên Thái, ông cứ làm như tôi đây sợ ông không bằng. Muốn đánh phải không? Được thôi, đánh Kiều Cửu cũng khó chịu hét lên. Ông ta vừa dứt lời, đám đàn em chờ trong phòng bao và ngoài cửa đều lao lên, chuẩn bị đánh người của Trịnh Thiên Thái đến chết mới thôi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát. Rất nhiều đội tuần tra được trang bị súng nhanh chóng xông vào. Dẫn đầu chính là Tống Hậu Lượng, sắc mặt lạnh lùng gầm lên, Kiều Cửu, ông định tạo phản đấy à? Ông định đánh ai? Chương 138, xấu hổ quá đi mất. Tống Hậu Lượng bước vào với vẻ mặt giận dữ, đằng sau là một tốp lính tuần mang theo súng, tất cả đều đang đứng nghiêm chờ đợi. Lúc này, nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên đã bị mười mấy chiếc xe tuần tra bao vây bên ngoài, còn có cả lính vũ trang đầy đủ, mặc trang phục chiến đấu và mũ beret, nhanh chóng nhảy từ xe vũ trang chống cháy nổ xuống, sau đó vẫy tay, xông vào trong nhà hàng. Tổ 1 khống chế. Tổ 2 khống chế, tổ 3 khống chế. Cả nhà hàng Thiên Thượng Lai Tiên nhanh chóng bị người của Tống Hậu Lượng khống chế toàn bộ. Cùng lúc đó, Kiều Cửu nhíu mày, ánh mắt âm u, tức giận nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Thái, gầm lên, Trịnh Thiên Thái. Mẹ kiếp, ông dám hại tôi. Trịnh Thiên Thái nhướng mày, cười lạnh lùng, nói Kiều Cửu, đừng nói khó nghe thế chứ, đâu phải tôi hại ông. Trịnh Thiên Thái nói xong thì quay lại, hơi cúi người với Tống Hậu Lượng. Nói Tổng Tư lệnh Tống, làm phiền cậu lúc nửa đêm rồi. Tống Hậu Lượng gật đầu, nhìn Tiêu Chính Văn trong đám người, sau đó nhìn chằm chằm Kiều Cửu, quát Kiều Cửu, ông muốn đánh ai nào? Vẻ mặt Kiều Cửu vừa tức giận vừa lạnh lùng, im lặng một lúc mới hơi cúi người đáp, Tổng Tư lệnh Tống hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đùa nhau thôi. Tống Hậu Lượng cười khẩy, nói, đùa nhau. Được thôi, vậy mời mọi người về đồn với tôi. Các lính tuần lập tức bước lên. Tất cả đàn em Kiều Cửu đưa đến đều hai tay ôm đầu, bị dẫn ra khỏi nhà hàng. Kiều Cửu đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc bị dẫn đi, ông ta còn trừng mắt với Trịnh Thiên Thái và Tiêu Chính Văn, nói tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Dám hại tôi à, được lắm. Sau đó, Tống Hậu Lượng nhìn Trịnh Thiên Thái nói, mời cả giám đốc Trịnh đi cùng chúng tôi luôn. Trịnh Thiên Thái đương nhiên gật đầu đáp, được. Lúc này, Khương Vi Nhan và những người cô dẫn đến đều sững sờ, không ngờ lại xảy ra biến cố đột ngột như vậy. Kiều Cửu và Trịnh Thiên Thái đều bị dẫn đi, còn bọn họ thì chẳng bị sao cả. Tống Hậu Lượng quay người, nói với mấy người Khương Vi Nhan, mọi người không sao chứ. Khương Vi Nhan vội đáp, chúng tôi không sao, cảm ơn các anh, nếu không chúng tôi không biết phải làm sao cả. Tống Hậu Lượng mỉm cười nói, đây là việc chúng tôi nên làm mà. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi rút đây. Nói xong, Tống Hậu Lượng nhìn Tiêu Chính Văn một cái rồi dẫn người rời đi. Lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chân ai nấy đều mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn nhau. Khương Vi Nhan thấp thỏm sợ hãi mãi, giờ mới thấy yên tâm, cô quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, nhíu mày hỏi, là anh gọi bọn họ đến sao? Tiêu Chính Văn biết Khương Vi Nhan sẽ hỏi như vậy, liền mỉm cười giải thích sao lại thế được. Anh đâu có bản lĩnh như vậy, Thiên gia chắc là đúng lúc đến đây, còn Tổng Tư lệnh Tống là do anh báo cảnh sát lúc đi vệ sinh, dù gì bây giờ cũng là xã hội pháp trị, hơn nữa gần đây Tu Hà đang phấn đấu trở thành thành phố văn minh, chắc chắn sẽ không để mặc mấy thế lực ngầm tác oai tác quái đâu. Tiêu Chính Văn nói xong, Khương Vi Nhan gật đầu, coi như chấp nhận lời giải thích của anh. Nhưng có nhân viên lại không nghĩ vậy, lạnh lùng chỉ trích, hừ. Giám đốc Khương, tối hôm nay chẳng phải là do Tiêu Chính Văn gây họa sao? Tôi thấy cô nhanh chóng ly hôn với cái tên vô dụng này đi. Nếu không, cô sẽ bị anh ta làm liên lụy thật đấy. Phải đấy giám đốc Khương, cái tên Tiêu Chính Văn này đúng là hay gây rắc rối thật. Tiêu Chính Văn, anh còn có mặt mũi đứng ở đây nữa sao? Nếu không phải vì anh thì sao chúng tôi gặp phải những chuyện này chứ? Một bữa cơm ngon lành, giờ thì nuốt sao nổi.
Thấy mọi người chỉ trích, Khương Vi Nhan chỉ đành xin lỗi rối rít. Cuối cùng, bữa cơm giải tán trong không vui. Trở về nhà, Khương Vi Nhan có vẻ ủ rũ, chắc vẫn đang buồn vì chuyện ở nhà hàng. Tiêu Chính Văn bưng một cốc trà nóng tốt cho dạ dày, bước đến, dịu dàng đưa cho Khương Vi Nhan đã mặc áo ngủ màu trắng nhưng vẫn đang bật đèn đọc tài liệu ở phòng khách, nói, vừa nãy em uống rượu, uống cốc trà cho dịu dạ dày đi. Cảm ơn anh, Khương Vi Nhan ngẩng đầu, mỉm cười, nhận cốc trà trong tay Tiêu Chính Văn, cô uống mấy ngụm, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ lo lắng, hỏi Tiêu Chính Văn, chuyện của nhà họ Ninh, anh đã chuẩn bị xong rồi sao? Tiêu Chính Văn ngồi xuống bên cạnh Khương Vi Nhan, bình thản đáp, ừ, em cứ yên tâm đi, anh sẽ giải quyết. Khương Vi Nhan muốn nói lại thôi, nghĩ một lát rồi lại không nói gì. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn cứ yên lặng ngồi bên cạnh cô, dần dần ngủ thiếp đi mất. Chủ yếu là do mấy ngày nay anh quá mệt. Hơn một tiếng sau, Khương Vi Nhan mới đọc xong tài liệu trong tay, cô quay lại nhìn. Phát hiện Tiêu Chính Văn đã dựa vào sofa ngủ mất. Cô không khỏi phì cười, sau đó lấy tay chống cằm, mượn ánh đèn, ngắm Tiêu Chính Văn thật kỹ. Khuôn mặt cương nghị, đẹp trai cứng cỏi, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao. Cứ mãi nhìn, trên khuôn mặt Khương Vi Nhan bất giác nở nụ cười hạnh phúc, sau đó, cô cẩn thận giơ tay ra, khẽ vuốt khuôn mặt Tiêu Chính Văn. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn choàng tỉnh, nhìn thấy Khương Vi Nhan đang hoảng hốt, cô ngại đỏ mặt. Cúi đầu, vội vàng quay người đi, giả vờ đang thu xếp tài liệu. Sao thế? Tiêu Chính Văn hỏi. Khương Vi Nhan lắc đầu, nói, không có gì, muộn rồi, anh ngủ sớm đi. Nói xong, cô ôm tài liệu, đi dép lê, chạy về phòng ngủ, sập cửa phòng lại. Cô dựa cả người vào cánh cửa, thở hổn hển, sau đó còn sờ lên gò má nóng bừng của mình, thầm nghĩ, chắc không phải anh ấy phát hiện ra rồi đấy chứ. Trời ơi! Làm sao bây giờ? Xấu hổ quá, Khương Vi Nhan ơi là Khương Vi Nhan, sao mày có thể ngu ngốc như vậy chứ? Ở ngoài phòng khách, Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa, sờ khuôn mặt mình, nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Sau đó, anh lấy chiếc chăn đơn ở bên cạnh, nằm xuống sofa ngủ mất. Sáng hôm sau, Khương Vi Nhan thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, liền nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng thịnh soạn, Nana đã mặc quần áo ngồi vào bàn. Mặt mày hớn hở hét lên với cô, mẹ mau lại đây ăn đi, bố làm trứng ốp la ngon lắm ạ. Khương Vi Nhan mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ của Nana, nhìn thấy món trứng ốp la yêu thích, một cốc trà sữa và hai lát bánh mì ở chỗ ngồi của mình. Cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Khương Vi Nhan ngồi xuống, một lúc sau Tiêu Chính Văn cũng bước tới, ba người vui vẻ ăn sáng. Ăn xong, Khương Vi Nhan rời khỏi nhà, ánh mắt cô kiên định. Ngồi xe của Tiêu Chính Văn đến công ty. Sau đó, cô vẫy tay chào anh, mãi sau khi chiếc xe rời đi, cô mới quay người bước vào công ty, đến thẳng phòng làm việc của chủ tịch, gõ cửa. Sau khi được mời cô mới bước vào trong, lúc này, Khương Thái Sương đang ngồi ở ghế chủ tịch đọc báo, thấy Khương Vi Nhan bước vào, lão lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vậy? Khương Vi Nhan chẳng nói chẳng rằng, quỳ phịch xuống trước mặt Khương Thái Sương, nói, ông nội, cháu xin ông hãy giúp Tiêu Chính Văn đi ạ. Chuyện nhà họ Ninh, chắc chắn là ông nội có cách, cháu chỉ xin ông nể mặt cháu và Nana mà giúp Tiêu Chính Văn ạ. Chương 139, cầu xin. Khương Thái Sương nhíu mày, nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ trước mặt mình, lão đứng dậy, bước tới, lạnh lùng nói, bây giờ cô đến cầu xin tôi là có ý gì? Cô muốn hại nhà họ Khương rước họa vào thân sao? Chuyện này do Tiêu Chính Văn gây ra. Cậu ta không chịu trách nhiệm thì còn ai chịu trách nhiệm? Chẳng phải cậu ta thề thốt là có thể tự giải quyết sao? Sao nào, bây giờ lại bảo cô đến quỳ xuống cầu xin tôi à? Khương Vi Nhan lắc đầu, nước mắt giàn giụa, nói, không phải đâu ông, là cháu tự đến xin ông, chứ không phải ý của Tiêu Chính Văn. Dù gì anh ấy cũng là bố của Nana, cháu và Nana không thể để mất anh ấy được, hừ. Khương Thái Sương lạnh lùng hừ một tiếng. Xoay người đi, quay lưng với Khương Vi Nhan, tức giận nói, cậu ta là con chó hoang của nhà họ Tiêu. Chẳng có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Khương tôi cả. Nếu không vì chuyện của 5 năm trước thì nhà họ Khương tôi đã không bị mất cơ hội nâng lên thành thế gia hạng nhất rồi. Nếu không vì cậu ta thì bây giờ cô đâu bị thế này. Khương Vi Nhan ơi là Khương Vi Nhan, trước kia cô là đứa cháu được tôi yêu thương nhất, nhưng nhìn cô bây giờ thế này,
vì một tên vô dụng chẳng ra gì mà phải quỳ xuống cầu xin cho cậu ta. Cút ra ngoài, Khương Thái Xương, tôi không có đứa cháu gái như cô. Khương Vi Nhan khóc nức nở, nói, ông nội, cháu xin ông đấy, ông hãy giúp Tiêu Chính Văn đi mà, cháu và Nana thực sự không thể để mất anh ấy, hu hu hu. Dầm. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra, Khương Mỹ Nghiên mặc chiếc váy ngắn hở lưng màu đen, chân đeo tất lưới đen mỏng, đi giày cao gót, vẻ mặt kiêu ngạo bước vào, tức giận mắng, Khương Vi Nhan. Cô không hiểu tiếng người à? Ông nội bảo cô cút ra ngoài cơ mà. Loại tiện nhân như cô mà còn cầu xin ông nội giúp sao? Đừng hòng, chị Mỹ Nghiên, em biết trước giờ chị không thích em, nhưng em xin chị hãy giúp em lần này. Chỉ cần giúp được Tiêu Chính Văn, em có thể nhường mối hợp tác với tập đoàn Lợi Dân cho chị, Khương Vi Nhan nước mắt lã chã nói. Câu nói này khiến Khương Mỹ Nghiên siêu lòng thật, cô ta nhíu mày, sau đó nói với Khương Thái Xương, ông nội, hay là chúng ta giúp Khương Vi Nhan nhé? Dù gì bây giờ Tiêu Chính Văn cũng là con rể nhà họ Khương, cho dù chúng ta không thừa nhận, thì bên ngoài người ta cũng đồn là thế. Nếu Tiêu Chính Văn xảy ra chuyện thì liệu người ngoài có cười vào mặt nhà họ Khương chúng ta không nhỉ? Khương Thái Xương nhíu mày, lắc đầu đáp, vô ích thôi, đến nhà họ Khương mà nhà họ Ninh cũng chẳng coi ra gì, bây giờ lại còn muốn giúp con chó hoang kia sao? Chuyện này dừng lại ở đây đi, đừng nhắc đến nữa, hai đứa ra ngoài đi. Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế, nhìn Khương Vi Nhan đang quỳ dưới đất với ánh mắt khinh miệt, rồi xoay người rời đi. Khương Vi Nhan cũng chậm rãi đứng dậy, cuối cùng lau nước mắt, rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch. Nhưng vừa đi được mấy bước thì Khương Mỹ Nghiên đuổi theo, lạnh lùng hỏi, Khương Vi Nhan, chỉ cần tôi giúp cô và Tiêu Chính Văn thì cô sẽ nhường mối hợp tác với tập đoàn Lợi Dân cho tôi sao? Khương Vi Nhan quay lại, lau nước mắt, gật đầu nói rất nghiêm túc, vâng. Em có thể không cần mối làm ăn này, em chỉ cần Tiêu Chính Văn bình an vô sự. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng cười nói, cô cũng si tình đấy chứ, được rồi, tôi sẽ liên lạc với người tôi quen giúp cô. Tôi nói trước nhé, tôi làm vậy không phải là vì mối làm ăn trong tay cô, mà là vì nhà họ Khương. Nói xong, Khương Mỹ Nghiên lập tức gọi điện thoại cho Ngô Khoan Nghiệp, nói, chồng ơi, anh có quen Ninh Dương của nhà họ Ninh không? Hoặc là ai đó có thể nói được anh ta? Ở bên kia, Ngô Khoan Nghiệp đang ở công ty, cô thư ký vừa được tuyển vào đang ngồi trên đùi cậu ta ra hiệu im lặng, cười đáp, nhà họ Ninh. Quen chứ, anh với Ninh Dương là chỗ quen biết cũ, anh em chí cốt đấy. Sao vậy? Khương Mỹ Nghiên nghe thấy thế thì cười tươi như hoa, nói thế à? Vậy anh có thể hẹn Ninh Dương ra ngoài ăn cơm không? Em có chút việc muốn nhờ anh ta. Chuyện gì vậy? Ngô Khoan Nghiệp hỏi. Ôi dào! Là tại Khương Vi Nhan ấy, cô ta khóc lóc cầu xin em giúp cô ta, xin Ninh Dương tha cho Tiêu Chính Văn. Người làm chị họ như em dù gì cũng nên giúp chứ, đúng không? Khương Mỹ Nghiên nói vẻ nhân nghĩa lắm, sau đó bước sang bên cạnh, nhỏ giọng nói, Khương Vi Nhan đã nói rồi, chỉ cần giúp được cô ta chuyện này, thì sẽ nhường toàn bộ mối hợp tác với tập đoàn Lợi Dân cho em. Nếu anh và Ninh Dương là anh em chí cốt với nhau thì anh hẹn anh ta ra ngoài ăn bữa cơm rồi hỏi ý anh ta thế nào. Nếu không được thì có thể bảo Ninh Dương giả vờ tha cho Tiêu Chính Văn, chờ chúng ta lấy được mối hợp tác rồi thì chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa cả. Ngô Khoan Nghiệp nghĩ một lát, đẩy cô thư ký ở bên cạnh ra, nói cách này hay đấy, được, lát nữa anh gọi hỏi Ninh Dương xem thế nào. Nói xong, Ngô Khoan Nghiệp cúp máy. Sau đó, cậu ta nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho Ninh Dương, chuông reo mãi mới nghe thấy một giọng nữ bắt máy, Ngô Khoan Nghiệp. Anh tìm anh trai tôi làm gì? Là em Kỳ Nhi đấy à? Anh nghe nói Ninh Dương đã về, nên mấy anh em muốn gọi anh ấy ra ngoài ăn bữa cơm gặp nhau ấy mà, Ngô Khoan Nghiệp cười ha ha đáp. Được rồi, tôi còn lạ gì anh nữa? Anh nói thật đi, tìm anh tôi có việc gì? Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng nói. Ngô Khoan Nghiệp cười ha ha hai tiếng, chẳng còn cách nào khác, chỉ đành kể lại chuyện vừa rồi Khương Mỹ Nghiên nhờ. Ninh Kỳ Nhi nghe xong, nở nụ cười âm hiểm, nhíu mày, nói đầy cao ngạo, Khương Vi Nhan. Ha ha, được, tôi đồng ý, tối nay tôi sẽ đến. Nói xong, Ninh Kỳ Nhi cúp luôn máy, ánh mắt cô ta khiến người ta lạnh buốt. Khương Vi Nhan, đã mấy năm không gặp, không ngờ bây giờ cô lại bê tha đến như vậy sao? Vì một kẻ như Tiêu Chính Văn mà phải hạ mình cầu xin anh tôi. Vậy thì tối nay tôi sẽ hủy hoại cô.
Điện thoại của ai đấy em? Đúng lúc này, Ninh Dương vừa ra ngoài trở về, nhận khăn lông trong tay người làm, lau mồ hôi. Ninh Kỳ Nhi mỉm cười đáp, không có gì ạ, quảng cáo bán hàng thôi. Ninh Dương cũng không quan tâm lắm, quay người đi lên tầng tắm rửa. Còn ở bên này, Khương Mỹ Nghiên và Khương Vi Nhan đang sốt ruột chờ điện thoại của Ngô Khoan Nghiệp. Chẳng bao lâu sau, Ngô Khoan Nghiệp đã gọi lại, Khương Mỹ Nghiên vội vàng nghe máy, hỏi thế nào rồi? Anh hẹn được chưa? Ngô Khoan Nghiệp hơi do dự nói, hẹn thì hẹn được rồi, nhưng không hẹn được Ninh Dương, mà là Ninh Kỳ Nhi. Ninh, Khương Mỹ Nghiên suýt nữa thốt lên, cô ta ngoái đầu lại nhìn Khương Vi Nhan đang nhìn mình với vẻ lo lắng, mong chờ, rồi vội vàng quay đi, nhỏ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Sao lại là cô ta? Ngô Khoan Nghiệp cũng chẳng còn cách nào khác, đáp anh cũng không ngờ mà, có lẽ đúng lúc Ninh Dương có việc bận, nhưng chắc là không sao đâu. Ninh Kỳ Nhi là cô em gái mà Ninh Dương thương yêu nhất, nâng như nâng trứng, nếu được người trong cuộc là Ninh Kỳ Nhi tha thứ thì chẳng phải còn tốt hơn sao? Khương Mỹ Nghiên nhíu mày, nghĩ một lúc lâu, nói, thôi được rồi, anh đặt nhà hàng đi, tối nay em dẫn Khương Vi Nhan đến. Khương Mỹ Nghiên nói xong thì cúp máy, nặn ra nụ cười, quay lại nói với Khương Vi Nhan, được rồi, tôi đã lo xong cho cô rồi đấy, tối nay cứ đi cùng tôi đến đó là được. Chương 140, Ninh Kỳ Nhi bá đạo. Khương Vi Nhan nghe thấy thế thì vui lắm, không ngừng cúi người nói với Khương Mỹ Nghiên, cảm ơn chị Mỹ Nghiên, em cảm ơn. Khương Mỹ Nghiên lạnh lùng nhìn Khương Vi Nhan một cái, rồi quay bờ mông căng tròn rời đi. Cả ngày Khương Vi Nhan chỉ chuẩn bị cho buổi tối, cô gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Văn, nói tối nay phải đi gặp khách hàng, không về nhà ăn cơm. Tiêu Chính Văn đang ở nhà với Nana, lúc đọc được tin nhắn thì hơi nhíu mày, anh nghĩ một lát mới nhắn lại, em ăn ở đâu? Rồi anh đi đón, Khương Vi Nhan cũng không nghĩ nhiều, gửi cho Tiêu Chính Văn địa chỉ nhà hàng mà Khương Mỹ Nghiên gửi cho cô. Lúc hết giờ làm việc, Khương Vi Nhan lên xe của Khương Mỹ Nghiên, đến thẳng nhà hàng Phượng Hoàng. Đây là nhà hàng nổi tiếng Tu Hà, là một thương hiệu lâu đời, thừa hưởng toàn các món đặc sắc của Tu Hà, đương nhiên không phải nơi mà người bình thường có thể đặt chân đến. Nơi này phải đặt trước, nhưng Ngô Khoan Nghiệp là hội viên của nhà hàng, mà hội viên thì có đặc quyền đặt phòng bao sát giờ. Đến cửa nhà hàng, Khương Vi Nhan vừa xuống xe đã bị phong cách của nhà hàng trước mặt thu hút. Cả nhà hàng là tòa kiến trúc màu vàng, rực rỡ chói lòa, trên đỉnh nhà hàng cao 5 tầng còn có một con phượng hoàng màu vàng trong tư thế sải cánh bay cao, nhìn rất xa hoa. Bãi đỗ xe ở cửa cũng toàn các loại xe sang, rất nhiều quan chức thương nhân tiếp đãi đối tác làm ăn ở đây. Ngô Khoan Nghiệp chờ ở cửa đã lâu, thấy Khương Mỹ Nghiên tới thì chạy lên nói, cuối cùng các em cũng tới. Khương Mỹ Nghiên nhíu mày nói, sao vậy? Người ta đã đến rồi sao? Ngô Khoan Nghiệp lắc đầu đáp, vẫn chưa, chắc là phải nửa tiếng nữa, chúng ta vào trước đi. Khương Mỹ Nghiên gật đầu, cùng với Ngô Khoan Nghiệp bước vào nhà hàng, Khương Vi Nhan nắm chặt túi sách của mình, thấp thỏm hít sâu một hơi, đứng ở ngoài cửa. Khương Mỹ Nghiên quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ này của Khương Vi Nhan, lạnh lùng cười hỏi, sao nào? Không dám vào nữa à? Thế thì cô về đi, chuyện của Tiêu Chính Văn tôi cũng bó tay rồi. Khương Vi Nhan nghe thấy thế liền vội vàng cùng Khương Mỹ Nghiên vào trong. Ai mà ngờ bước chân này của cô là bước vào địa ngục. Ba người ngồi trong phòng bao, Khương Vi Nhan lo lắng và căng thẳng hỏi, chị Mỹ Nghiên, Thượng úy Ninh Dương lúc nào thì đến thế? Khương Mỹ Nghiên liếc mắt nhìn Khương Vi Nhan với vẻ ngạo mạn, nói cô sốt ruột cái gì chứ? Ninh Dương dù gì cũng là Thượng úy, phải xử lý biết bao là việc, cứ chờ đi. Ngô Khoan Nghiệp cũng cười nói, Khương Vi Nhan, cô đừng lo lắng, sắp rồi, đến ngay đây. Cùng lúc đó, ở tầng dưới, một chiếc Bentley màu đen đỗ ở cửa nhà hàng, một cô gái mặc váy dài đen bước xuống xe, rất có khí chất, xinh đẹp lạnh lùng. Đằng sau cô ta còn có hai tên lính mặc quân phục. Cảnh tượng này đương nhiên thu hút sự chú ý của khách khứa và nhân viên phục vụ của nhà hàng. Đây chẳng phải thiên kim Ninh Kỳ Nhi của nhà họ Ninh sao? Sao cô ấy lại đến đây vậy? Còn mang theo cả lính nữa, đúng là kiêu căng. Mẹ kiếp, chắc không phải Thượng úy Ninh Dương cũng đến đấy chứ. Ninh Kỳ Nhi chẳng thèm quan tâm đến tiếng bàn tán của mọi người, cô ta vênh mặt lên, kiêu ngạo như một con khổng tước, bước vào nhà hàng. Lúc này, ông chủ của nhà hàng cũng nghe tin chạy xuống, nở nụ cười cung kính, bước lên bắt tay,
nói, ôi chao, tiểu thư Ninh, không ngờ cô lại đến nhà hàng tôi đột ngột thế này. Mời cô lên trên, tầng 5, tôi dành phòng bao tốt nhất cho cô. Lát nữa thượng úy Ninh Dương có đến không ạ? Ninh Kỳ Nhi lạnh lùng nhìn ông chủ vóc dáng béo tốt trước mặt, chìa tay ra, khẽ bắt bằng đầu ngón tay, sau đó đáp, không cần đâu, tôi đi cùng bạn, phòng bao 388. À vâng, mời cô đi theo tôi, ông chủ lập tức cúi người, cung kính dẫn Ninh Kỳ Nhi lên tầng 3. Mấy người nhanh chóng đến cửa phòng bao, Ninh Kỳ Nhi nói với hai tên lính đi cùng, hai người các anh đứng ở ngoài cửa, không được cho ai vào. Vâng, thưa tiểu thư, hai tên lính kia cung kính đáp. Sau đó, Ninh Kỳ Nhi đẩy cửa, cất bước vào đầy kiêu ngạo. Lúc này, trong phòng bao, Khương Vi Nhan đang sốt ruột chờ, thấy thượng úy Ninh Dương mãi không đến liền định rời đi. Cô đứng lên nói với Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp, em xin lỗi, chị Mỹ Nghiên, em còn có việc, em đi trước đây ạ. Khương Mỹ Nghiên thấy Khương Vi Nhan định đi liền cuống lên, vội vàng kéo cô lại, nói cô sốt ruột cái gì chứ? Đây là cô bảo tôi giúp, tôi mới nhờ giám đốc Ngô hẹn giúp cô. Bây giờ nếu cô đi mất, nhớ thượng úy Ninh Dương đến không thấy người đâu, anh ta nổi giận, trừng phạt nhà họ Khương thì sao? Ngô Khoan Nghiệp cũng nói, phải đấy, Khương Vi Nhan, Ninh Dương là đại úy đấy, tháng sau sẽ là thiếu tá, nếu cô về thì chẳng phải không coi thượng úy Ninh Dương ra gì sao? Sắc mặt Khương Vi Nhan do dự, đang định nói gì đó, thì cửa phòng bao bị đẩy ra, Ninh Kỳ Nhi sải bước tiến vào. Ba người trong phòng bao đều sững sờ. Nhất là Khương Vi Nhan, khi nhìn thấy Ninh Kỳ Nhi, cô trợn tròn mắt. Sự uất ức và tức giận của 5 năm trước liền bùng nổ, nghẹn lại trong lòng. Mắt cô đỏ lên, nhìn Khương Mỹ Nghiên trước mặt, hỏi với vẻ không dám tin, chị Mỹ Nghiên, chẳng phải chị nói là thượng úy Ninh Dương sao? Tại sao lại là cô ta? Khương Mỹ Nghiên cười ha ha, nói chắc là thượng úy Ninh Dương bận quá, nhưng mà không sao, tiểu thư Ninh cũng được, dù sao chuyện này cô ta cũng là người trong cuộc mà. Ngô Khoan Nghiệp vội chạy qua, cúi đầu khom lưng nói với Ninh Kỳ Nhi, tiểu thư Ninh đến rồi, nào nào nào, em ngồi đi. Nhưng Ninh Kỳ Nhi chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, mà cất bước, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, đến trước mặt Khương Vi Nhan. Sau đó là một tiếng bốp rất vang. Ninh Kỳ Nhi giơ tay, tát mạnh vào mặt Khương Vi Nhan, lạnh lùng mắng, tiện nhân. Cô mà cũng đòi gặp anh trai tôi sao? Cái tát này khiến Khương Mỹ Nghiên và Ngô Khoan Nghiệp ngây cả người. Khương Vi Nhan tủi nhục đứng đờ tại chỗ, ôm gò mà rát bỏng, vành mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước mắt. Cô nhìn chằm chằm Ninh Kỳ Nhi trước mặt, hỏi tại sao cô lại đánh tôi? Đã 5 năm rồi. Cô bạn từng thân thiết nhất đã bày trò hãm hại trong đúng đám cưới mình, khiến mình trở thành trò cười của cả Tu Hà, khiến mình trở thành tiện nhân và dâm phụ trong miệng người đời. 5 năm nay, Khương Vi Nhan từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, có lẽ Ninh Kỳ Nhi không cố ý, có lẽ chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả là do cô ta đã sắp đặt sẵn. Lúc này Khương Vi Nhan thấy vô cùng uất ức, nhục nhã. Tại sao à? Ha ha! Vì tôi là thiên kim của nhà họ Ninh, còn cô chỉ là con tiện nhân bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà. Vì anh tôi là đại úy, tháng sau chính là thiếu tá, còn chồng cô Tiêu Chính Văn chỉ là một con chó hoang đã xuất ngũ. Sắc mặt Ninh Kỳ Nhi lạnh tanh, nói tiếp, Khương Vi Nhan, không ngờ cô lại tự hạ thấp bản thân đến vậy, còn cưới Tiêu Chính Văn, đúng là nực cười. Trước kia, tôi hại cô như vậy, mà cô vẫn còn mặt mũi sống tiếp. Sao nào? Nghe nói hôm nay cô đến cầu xin tôi vì Tiêu Chính Văn, vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội. Cô hãy quỳ xuống dập đầu xin tôi đi, nếu tôi vui, có khi lại không truy cứu chuyện cũ nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.